Ngự thú chi vương chương 331, đánh cho lệch cả đầu. Một sinh vật chủng tộc quân vương cấp 1 treo chủng tộc siêu phàm cấp 20 lên đánh cũng không vấn đề. huống chi, đây là một con á long hoàng Mỹ cấp 20. Chẳng ai ngờ rằng, trên lôi đài không ngờ lại xoay chuyển tình thế. Đối mặt với lộ nhiên mạnh mẽ như vậy, nhóm nhỏ ti rét không ngờ lại trở tay lấy ra một con ti rét chủng tộc quân vương. Giờ phút này sắc mặt của các ngự thú sư đời thứ tư của nước hạ trở nên có chút khó coi. Theo như lời Rét nói thì hất kỳ của lộ nhiên đã đạt đến chủng tộc thống lĩnh cao cấp, mạnh phi thường. Khi đối mặt với ti Red thống lĩnh cao cấp, nó sẽ không bị bất lợi về chủng tộc, thậm chí có thể dựa vào ưu thế về kỹ năng và thuộc tính để nghiền ép đối phương. Nhưng mà, trên lệch giữa quân vương và thống lĩnh lại rất xa. Ai có thể nghĩ đến mấy lão già liên bang nham hiểm này vẫn còn cất giấu một chiêu này? Nhóm nhỏ T-Rex muốn nói cho cả thế giới biết rằng trong cùng cấp, T-Rex chính là sinh vật mạnh nhất Lam Tinh Nha. Nhưng mà, chỉ có như vậy thôi sao, mọi người còn cho rằng Lộ Nhiên nhìn thấy như vậy sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng không ngờ Lộ Nhiên lại vẫn bình tĩnh. Chủng tộc quân vương mà thôi, cấp bậc như nó, chúng tôi đã chém 56 con rồi. Cậu đang nói nhảm cái gì thế? Rết vốn đang muốn nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Lộ Nhiên, nhưng sau một giây, chính anh ta lại là người đỏ bừng cả mặt, cảm giác lộ nhiên thật sự là quá nổ. Không chỉ là anh ta mà khán giả ở đây cũng đều đứng hình rồi. Bọn họ không ngờ lộ nhiên đối mặt với ti chủng tộc quân vương lại vẫn không hề biến sắc. Lộ nhiên chẳng lẽ cho rằng, đối mặt với Á Long chủng tộc quân vương mà bọn họ vẫn có thể thắng sao, không ít người đang xem cuộc chiến đều chấn động trong lòng. Nhìn nát bọn họ cho anh. Giờ này khắc này rét biết rõ, bất kể là vì thể diện của liên bang côn đo cũng tốt hay là vì mặt mũi của mình cũng được hôm nay anh ta nhất định phải để cho kẻ trước mắt này dùng hai tay hai chân bò ra khỏi đây mới được trống không giống với ai ẩn vừa đi lên đã lập tức dùng toàn lực ứng phó ngay cả kỹ năng ngự thú cũng dùng tới rồi ngay từ khi bắt đầu chiến đấu chỉ thấy con ti Red hệ nham thạch của anh ta ngửa mặt lên trời gào thét một đoàn ánh sáng màu vàng bị áp súc đến mức tận cùng rồi phun ra long tinh quần ầm ầm đoàn ánh sáng màu vàng hóa thành một con phi long khổng lồ rồi bay lên không trung ngay sau đó nó nổ tung ở trên bầu trời và vỡ thành vô số mảnh sau đó mọi người lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khoa trương chỉ thấy từng mảnh vụn lại được định hình trở thành một con rồng thiên thạch ma sát với không khí tạo ra lửa bao bọc trong ngọn lửa và đập về phía lôi đài với tốc độ cực nhanh phạm vi tấn công bao trùm khắp lôi đài má nhìn thấy tuyệt chiêu khủng như vậy, các ngự thú sư đời thứ tư không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Đây là kết hợp một cách hoàn mỹ giữa áp súc, giải phóng năng lượng và định hình ý cảnh A. Ngoài ra, cấp độ sức mạnh của con T-Rex quân vương này cũng không phải là những con T-Rex trước đó có thể so sánh, vừa ra tay đã muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên lôi đài, để cho con chó ngậm kiếm không có chỗ nào có thể trốn. Tuy nhiên, đối mặt với tuyệt chiêu phạm vi rộng như vậy, lộ nhiên vẫn bình chân như vậy. Hất kỳ khẽ ngẩng đầu, lực lượng gió cuồng bạo dường như tụ tập từ mọi hướng đến trong mồm nó. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm lớn trong mồm nó lập tức bay ra, vèo, kiếm băng không bay ra như một cơn gió lốc. Trong một cái chớp mắt này, cơn gió quấn quanh thanh kiếm dường như làm thay đổi chiếc xạ ánh sáng, do đó khiến cho hình dạng của thanh kiếm cũng trở nên hư vô mờ ảo. Nhưng mà, dù thanh kiếm trở nên hư vô, nhưng kiếm ý mà nó tỏa ra vẫn vô cùng sắc bén, khiến cho không khí không ngừng rung động, khơi gợi vô số gợn sóng nó không giảm tốc độ mà đảo qua bầu trời tạo thành một góc nhọn tiếp đó đại kiếm băng không ngay lập tức xuyên thấu qua một ngôi sao băng hình rồng viên sao băng này tựa như nhựa plastic bị viên đạn bắn trúng lập tức nổ tung sau đó đại kiếm băng không vẫn tiếp tục bay tới nó đi thẳng về một hướng cắt ngang một quỹ đạo với tốc độ không thể ngăn cản tại mỗi điểm va chạm một mảnh long tinh nổ tung phanh 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 rầm nương theo vô số tiếng nổ mạnh thể hiện đủ loại thay đổi góc độ và quỹ đạo bay không thể tưởng tượng được chỉ trong vài giây ngắn ngủi hà tổng dường như đã đốt lên một bức tranh pháo hoa tuyệt đẹp giữa không trung bằng một thanh phi kiếm nó điều khiển đại kiếm xuyên thủng tất cả các ngôi sao hình rồng đang lao xuống khiến những quả cầu lửa thắp sáng bầu trời cảnh tượng chấn động như thế trực tiếp khiến người ta trợn mắt há hốc mồm thì ra có thể dùng phương thức này để giải quyết sao cách công kích này. Nói đùa gì vậy, so sánh với những người khác, Red và khủng long bạo chúa của anh ta tuy rằng cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng đã lợi dụng hoàn hảo quá trình hà tổng phân tâm ngự kiếm. Chẳng biết từ lúc nào, khủng long bạo chúa đã chạy như điên tới đối mặt với hà tổng đang không có kiếm và hung tàn cắn xuống. Không cần nghĩ cũng biết chiến lực của con thú cưng kỳ quái này của lộ nhiên đều tập trung trên thân kiếm, hiện tại hà tổng phân tâm ngự kiếm, chính là thời điểm yếu ớt nhất nhưng ngay sau đó đối mặt với hàm răng sắc nhọn cắn tới hất kỳ lại có một cử động làm cho mọi người khó có thể tưởng tượng được chỉ thấy cái đuôi của nó quét qua chẳng biết từ lúc nào cái đuôi thon dài của nó đã cuốn lấy một thanh trường kiếm hoàn toàn do lực lượng gió ngưng tụ áp suất mà thành thanh kiếm gió lập tức va chạm với đầu con khủng long bạo chúa đó trống cùng phong nổi lên chỉ trong một cái chớp mắt hàm răng bay tán loạn đầy trời khủng long bạo chúa bị đánh cho lệch cả đầu sang một bên phát ra tiếng kêu thống khổ sắc mặt của rết lần nữa biến đổi con chó này của cậu xảy ra chuyện gì vậy cái đuôi vung kiếm lực lượng không ngờ còn mạnh hơn cả lực cắn của khủng long bạo chúa đỡ chút đã con chó này thật sự chỉ là thống lĩnh cao cấp thôi sao chỉ có vậy tiếng cười trào phúng của lộ nhiên lần nữa truyền ra âm thanh chấn động xé nát bầu trời đại kiếm băng không nhanh chóng bay thẳng xuống tuy rằng đang đau đớn kinh khủng nhưng phát giác được nguy hiểm chí mạng khủng long bạo chúa lập tức trừng to mắt điên cuồng hét lên áo giáp nham thạch trên người nó áp súc lại nhưng khoảnh khắc tiếp theo đại kiếm băng không cũng không tuân theo quy luật vẫn phóng xuyên qua áo giáp nham thạch dễ dàng như các đậu hũ mạnh mẽ đâm xuyên cơ thể khổng lồ của khủng long bạo chúa và ghim nó trên mặt đất ầm ầm khủng long bạo chúa khổng lồ ngã xuống phát ra tiếng kêu gào thê lương thân thể lăn lộn vùng vẫy trên mặt đất dù toàn thân đẫm máu cũng phải cố gắng đứng dậy. Chủng tộc quân vương không hổ là chủng tộc quân vương, dù đối mặt với kiếm ý trảm long vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Thế nhưng đợt tấn công của Hà Tổng vẫn chưa kết thúc, đại kiếm băng không bay thật nhanh, lại quay trở về trong mồm nó. Hình thức song kiếm mồm cộng đuôi. Giờ phút này, cảm nhận được khí thế bùng nổ trên người Hà Tổng không thua gì chủng tộc quân vương, đồng tử của rét rốt cuộc co rụt lại, anh ta ý thức được quả nhiên có chỗ nào đó không đúng. Con chó này là quân vương, hơn nữa, nó là cái loại có thể nghiền ép Á Long quân vương cùng cấp, đối phương ẩn giấu rất sâu, đứng lên mau. Nhanh phòng ngự đi, anh ta quát to với ý đồ kích thích khủng long bạo chúa, nhưng thật ra trong lòng anh ta đã loạn như tơ vò. Nhưng mà, điều làm cho trái tim rét trở nên nguội lạnh chính là khủng long bạo chúa sau khi nhận một kiếm hủy diệt kinh khủng của hà tổng không những bị thương nặng mà không ngờ còn mất đi ý chí chiến đấu trống dù là khủng long bạo chúa chủng tộc quân vương cũng không thể không trở nên hoảng loạn đây là cảm giác đè nén tới từ chó kiếm trảm long lúc này hà tổng đã lần nữa hóa thân thành lốc xoáy phóng tới trong nháy mắt một cơn gió dữ dội đảo qua làm cho khí lưu cùng bạo chấn động mấy vết chém lớn lại xuất hiện trên người con khủng long bạo chúa cơ thể to lớn của nó thậm chí còn bị khí lưu cuốn lấy bay lên không trung cảnh tượng một con quái vật khổng lồ hơn 10 tấn bị đánh bay đến không trung làm cho mọi người khó có thể tưởng tượng nổi cuộc tấn công của hà tổng vẫn còn đang tiếp tục bốn chân chạm xuống mặt đất rồi cùng bột phát sức mạnh tạo đà cho bản thân phóng lên ở giữa không trung liên tục phóng ra trạm kích cực kỳ hoa lệ một kích hai kích ba kích trọn vẹn 21 đòn liên tiếp, lực lượng cường đại, trôi chảy và hoa mỹ của kiếm thuật tật phong lập tức làm cho các ngự thú sư đời thứ tư ở vị trí quan chiến đều nghệt ra ngồi yên tại chỗ. Thật sự là quá trình chiến đấu mang đến cảm giác sốc tận óc. Tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài giây. Con khủng long bạo chúa cấp quân vương mới vừa rồi còn làm cho vô số người kinh ngạc, là niềm tự hào của Red giờ đây lại không hề có sức chống trả, bị nghiền ép thê thảm y như đồng tộc của nó lúc trước giống như thật sự chứng minh cho câu nói kia của lộ nhiên chỉ đến thế thôi à ở vị trí quan chiến một nhà nghiên cứu lớn tuổi đang chạy tới lúc này ông ta trừng to mắt nhìn cuộc chiến trên lôi đài và tỏ ra khó có thể tin được tiến sĩ hay đinh thuộc nhóm nghiên cứu sinh mệnh khủng long chạy tới đây với suy nghĩ chứng kiến khủng long bạo chúa của rét hành hung thiên tài đời thứ tư của nước hạ nhưng khi đi đến hiện trường nhìn thấy đối tượng bị treo lên đánh không ngờ lại là thành quả nghiên cứu mà cả nhóm nghiên cứu bọn họ đều cảm thấy tự hào nhất ông lập tức cảm thấy ngột thở làm sao lại như thế tại sao có thể như vậy đương nhiên giờ phút này người cảm thấy tan vỡ nhất phải là rét kiếm ý trảm long sắc bén dường như đã men theo khế ước chém đứt cả ý chí tinh thần của anh ta giờ phút này đối mặt với thế công lăng lệ ác liệt của lộ nhiên rét có cảm giác như bị người bóp cổ khó có thể hô hấp được. Rốt cuộc cảm nhận được những gì mà ai ẩn cảm thấy rồi. Anh ta suýt nữa bị dọa cho ngất đi, trước mắt dường như xuất hiện cảnh tượng khủng bố khủng long bị diệt chủng. Quái vật! Trép cũng không dám hoen hoang vì có khủng long bạo chúa cường đại nữa. Lúc này ở trong mắt anh ta, con hất kỳ này mới là vua của quái vật. ầm ầm. Khi con khủng long bạo chúa rơi xuống mặt đất, Hà Tổng cũng hạ xuống đất, ánh mắt của nó nhìn về phía các thành viên còn lại của nhóm nhỏ T-Rex. Mà bọn họ lúc này mặc dù chưa chiến đấu nhưng cũng bị dọa sợ cho chết khiếp. Sau khi Lộ Nhiên tung ra một kiếm trảm quân vương, chẳng khác nào hắn đang tuyên bố với cả thế giới rằng nhóm nhỏ T-Rex đã hoàn toàn thất bại thảm hại, thật là vô vị, đi thôi. Sau khi đánh xong, nhìn thấy Rex cùng với các thành viên trong nhóm nhỏ T-Rex đều đã bị sợ tè ra quần, Lộ Nhiên cảm thấy bọn họ cũng chỉ có vậy cho dù đánh tiếp cũng chẳng có tác dụng gì, tốt nhất là trở về chuẩn bị cho thi đấu tân sinh viên ngày mai thôi. À không, phải đi lĩnh hoa không linh đã. Nói rồi, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Cũng chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của nhóm nhỏ ti rét. Mà lúc này, rét thấy lộ nhiên quay người rời đi lại không hề tỏ thái độ gì, hiển nhiên đã bị đánh sợ, nhưng vào lúc này, ở vị trí quan chiến lại đột ngột truyền ra một tiếng hô lớn, làm rung chuyển cả hội trường đang sôi sục và ồn ào rét cậu đang làm cái gì đấy mau tỉnh táo lại cho tôi tiến sĩ haydin ở trên đài cao hò hét ầm ĩ công ta không thể tiếp nhận được chuyện rét đã sử dụng vô số tài nguyên vào lúc này lại có trạng thái như vậy người đó là một trong những người phụ trách kế hoạch phục sinh khủng long tiến sĩ haydin của liên bang côn nhìn thấy người này không ít ngự thú sư giật mình không ngờ tiến sĩ Haydin cũng đi tới hiện trường. Ông ta chính là ngự thú sư đời đầu của liên bang, là một nhân vật đặc biệt hiếm hoi trở thành ngự thú sư khi tuổi tác đã cao. Bởi vì tuổi tác nên ông không trở thành ngự thú sư loại chiến đấu, nhưng mà ông lại tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực nghiên cứu thú cưng. khi dẫn dắt đội ngũ hồi sinh tộc khủng long, ông đã trở thành nhà nghiên cứu thú cưng nổi tiếng nhất hiện nay. lộ nhiên, đứng lại. vào lúc này Tuy rằng tiến sĩ Haydin biết rõ với thân phận nhà nghiên cứu đời đầu của mình, đuổi theo ngự thú sư mới đời thứ tư sẽ có chút xấu hổ, nhưng ông vẫn không thể tiếp nhận Lộ Nhiên đánh bại nhóm nhỏ T-Rex một cách thảm hại như vậy rồi thông dong rời đi. Làm gì vậy? Chẳng lẽ lại còn có con khủng long nào lợi hại hơn sao? Mà lúc này, Lộ Nhiên cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào nhà nghiên cứu vừa gọi mình. Thằng khốn, tiến sĩ Haydin tức giận nói, tên nhóc cậu đừng huyên hoang quá sớm, những con khủng long này sau khi hóa rồng mới là lúc lực lượng của chúng được phát huy hoàn toàn. Đến lúc đó khi đối mặt với hệ rồng thực sự, con hất kỳ này của cậu chỉ có thể bị nghiền ép. Gâu, Hà Tổng Kinh thường nhìn về phía ông già này. Vậy phải chờ bao lâu, lộ nhiên nhún vai, nói, tôi sẽ chờ xem. Chỉ hy vọng, đến lúc đó. Đừng để tôi bồi dưỡng ra cự long trước mấy người đấy. Về phần tại sao? lão già ông sẽ sớm biết thôi. Nói rồi, hắn lại tiếp tục tiến tới vị trí truyền tống trời khỏi này này, không hề để ý đến phản ứng của lão già này, làm cho tiến sĩ hay đinh tức nổ phổi. Cấp bậc gì mà cũng muốn bồi dưỡng ra cự long chứ, cùng lúc đó. Nước Hạ, Đại học Ngự Thú Trang web chính thức của trường tiết lộ thông tin về một giáo sư mới. Họ tên, Lộ Nhiên. Giới tính, Nam. Tuổi, 17. Giới thiệu, giáo sư khoa nấu nướng tại Đại học Ngự Thú được bổ nhiệm đặc biệt, Ngự Thú Sư đời thứ tư, hiện là đầu bếp rồng đầu tiên trên Lam Tinh nắm vững, trụ ý rồng, có khả năng, bồi dưỡng ra rồng. Sau khi tin tức lộ nhiên dùng kiếm sử đẹp khủng long bạo chúa được truyền ra, các quốc gia lại một lần nữa chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, liên bang Đo còn ẩn núp một ác chủ bài cấp quân vương. Nhưng càng không ngờ là dù đối mặt với ác chủ bài cường đại như vậy, chó kiếm tật phong của lộ nhiên vẫn có thể dễ dàng nghiền ép. Sức mạnh như quái vật đột nhiên khiến tất cả các quốc gia công nhận lộ nhiên là ngự thú sư đời thứ tư mạnh nhất nước hạ. Tuy nhiên, càng làm cho các quốc gia chấn động chính là lời đáp trả của lộ nhiên trước khiêu chiến của tiến sĩ Haydn của liên bang Condor về hệ rồng, cùng với việc chính phủ nước hạ chuyện công bố ra một thân phận khác của lộ nhiên. Đầu bếp rồng đầu tiên của Lam Tinh, một người bồi dưỡng cấp thế giới có năng lực dựa vào món ăn để bồi dưỡng ra rồng trong chớp mắt này các quốc gia chỉ cảm thấy liên bang côn đo và nước hạ chắc chắn sẽ có một trận đấu giữa hai con rồng giáo sư khoa đào tạo con mẹ nó thật không thể tin được mà bên kia các thí sinh hạt giống ở thành phố thiên không đang chuẩn bị chiến đấu đều cảm thấy tê dại và hoang mang sau khi nghe được thông tin lộ nhiên dùng kiếm trảm quân vương trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ là vô cùng chấn động ai cũng hô lên biến thái. Nhưng hiện tại lại nghe thấy lộ nhiên không chỉ là sinh viên mà còn có một thân phận nữa là giáo sư khoa đào tạo, bọn họ lại cạn lời, chỉ cảm thấy thật nghịch thiên. Cốt cốt cốt, giáo sư đại học cuối cùng lại chạy tới đoạt tài nguyên của đám tân sinh viên bọn họ như vậy à? Tại sao lại có thể có người như vậy chứ, bên ngoài Thượng Hải, trên vùng biển mênh mông bát ngát? Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển lăng tăng gợn sóng. Phù phù, một tiếng một con thần long phương đông màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây từ dưới biển sâu phóng lên trời đứng ở trên đầu nó là một cô gái mặc đồ lặn màu đen ánh mắt hoảng hốt nhìn ánh mặt trời hơn nửa tháng nữa rồi thanh long thương hải bay lượn trên tầng mây cố thanh y thì thầm khoảng thời gian trước một là vì đi đến biển sâu rèn luyện năng lực của thú cưng hai là vì điều tra uy hiếp trong biển sâu cô đã điều khiển thanh long thương hải từ thượng hải đi xuống biển sâu chuyến đi này đã kéo dài hơn nửa tháng suy nghĩ đầu tiên của cố thanh y sau khi ra khỏi biển sâu chính là hiện tại lộ nhiên thế nào có thuận lợi thông qua bí cảnh đột phá hay không biểu hiện ở cuộc thi đấu tân sinh viên như thế nào lúc giao tinh thể đặc biệt và kỹ năng ngự thú cho quản lý huỳnh rồi rời đi cô thật sự vẫn hơi lo lắng cố thanh y lấy điện thoại di động ra vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho quản lý huỳnh để hỏi thăm tình hình trên điện thoại lại liên tục nhảy ra tin tức, làm cho cô hơi sững sờ. Cái gì mà, khủng long bạo chúa phục sinh, người qua đường dùng kiếm trảm khủng long bạo chúa quân vương, làm tin rèn đúc đánh các thiên tại khoa chiến đấu ra bả. Những tin tức lung tung rối loạn này xém chút nữa làm cho cô tưởng đầu mình bị úng nước biển. a à, mình đã bỏ lỡ những gì rồi. Cùng lúc đó, lộ nhiên đã trở về thành phố thiên không. Lúc hắn rời khỏi thành phố vô hạn, quản lý huỳnh đang ở trong phòng khách chờ hắn ồ làm tốt lắm quản lý huỳnh tuy rằng cảm thấy hất kỳ có kiếm ý trảm long không khó đánh bại khủng long bạo chúa nhưng mà thấy lộ nhiên đánh bại dễ dàng như vậy nó phát hiện mình vẫn xem thường một người một chó này rồi thuộc tính kiềm chế mà thôi lộ nhiên mỉm cười với lại về chuyện tài nguyên quý đã hứa từ trước tôi muốn một cây hoa không linh không có vấn đề gì chứ biết ngay cậu sẽ nghĩ đến thứ đó mà. Quản lý Huỳnh lộ ra biểu cảm tất cả đều nằm trong dự liệu, tôi biết rồi, tôi sẽ chuyển lại mong muốn của cậu cho Thạch Chấn. Thạch Chấn, chính là hiệu trưởng của Đại học Ngự Thú à, lộ nhiên hỏi. Ai đi ở thành phố vô hạn của cậu ấy là long trời lỡ đất, là ngự thú sư đời đầu vẫn hoạt động mạnh ở tuyến đầu như Cố Thanh Y, một trong 13 ngự thú sư cấp 5 của nước hạ. Tuy nhiên, có lẽ cậu ấy cũng chuẩn bị lui về sau rồi quản lý huỳnh nói có chuyện gì vậy lộ nhiên tò mò hỏi ở bí cảnh đột phá bị trúng phải nguyền rủa dẫn đến cậu ấy không còn thích hợp để chiến đấu nữa bởi vậy hội trưởng đề nghị cậu ấy tạm thời lui ra tỉnh dưỡng một khoảng thời gian vì vậy mới cho cậu ấy chức vụ hiệu trưởng trường đại học cho nhàn đấy nếu như có thể giải trừ nguyền rủa thì có lẽ sẽ tiếp tục hoạt động ở tiền tuyến nếu như không được thì có lẽ sẽ phải xuất ngũ hẳn rồi. Lộ Nhiên gật đầu, chỉ cảm thấy con đường ngự thú thật sự không thể chủ quan được. Như vậy chẳng phải có nghĩa là 13 ngự thú sư hoạt động mạnh sẽ giảm còn 12 người thôi à, là nguyền rủa kiểu gì? Thật ra nói nghiêm trọng cũng là nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng cũng là không nghiêm trọng. Nguyên nhân là cậu ấy đã đắc tội với một ma nữ ở bí cảnh đột phá, dẫn đến bản thân thỉnh thoảng cũng sẽ bị nguyền rủa biến thành phụ nữ trong quá trình chuyển đổi đó, thực lực sẽ bị giảm mạnh. Tóm lại, may mắn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Móa, lộ nhiên không nhịn được. Như vậy mà gọi là không nghiêm trọng á, a à, quản lý Huỳnh che miệng lại. Ai nha, tin tức có giá trị cao như vậy mà mình lại buộc miệng nói ra mất rồi. Nếu để cho Thạch Chấn biết được thì nhất định sẽ gặm đầu nó mất. Tình báo cũng cho cậu miễn phí rồi, cậu không được lan truyền ra ngoài đâu đấy phép ra ngoài biên giới nói mò, sau này nhìn thấy hiệu trưởng thạch chấn thì làm ơn bình tĩnh dùng, đừng có bán đứng tôi đấy. Ừm, cậu ta không thích gặp người khác, lúc nào có hoa không linh, tôi sẽ mang đến cho cậu. Móa! Lộ nhiên vẫn không thể nhanh chóng tiếp nhận được thông tin này. Thảo nào các tin tức liên quan đến đại học ngự thú đều là phó hiệu trưởng ra mặt, thì ra. Cái nguyền rủa quỷ quái gì vậy, tuy rằng không quen biết đại lão thạch chấn này, nhưng mà lộ nhiên lại tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với đối phương. Đầu tiên là cảm ơn đối phương đã sớm trả tiền lương dạy học, sau đó là cảm tạ hoa không linh của đối phương. Nếu sau này hắn có thể tìm được phương pháp giải quyết nguyền rủa thì nhất định sẽ giúp đỡ đối phương, nguyền rủa này quá vô nhân đạo mà. Cho dù là biến người ta từ một ông lão thành một đứa trẻ cũng còn tốt hơn là chuyển đổi giới tính á, như thế làm sao có thể gặp người thân, gặp bạn bè được nếu như đã kết hôn sinh con rồi thì thật sự là quá tàn nhẫn có thông tin về ma nữ mà hiệu trưởng thạch chấn nắc tội kia không sau này nhỡ đâu tôi tiến vào bí cảnh đột phá giống vậy thì tôi còn biết đường tránh xa lộ nhiên nói xoạt 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 quản lý huỳnh duỗi ra móng vuốt mèo cào cào mấy cái ý là tình báo này không thể nói không được được rồi lộ nhiên đen mặt nói dù sao mặc kệ vào bất kỳ bí cảnh nào tôi cứ giữ khoảng cách thật xa với phụ nữ là tốt rồi cái ý tưởng quái gì vậy lộ nhiên huyết sáo không phải không nỡ bỏ tiền ra mua thông tin này thuần túy là vì sau khi cẩn thận suy nghĩ hắn cảm thấy bản thân không đến mức xui xẻo như vậy chắc sẽ không đụng phải loại nguyền rủa này ồ tiến sĩ cố trở về rồi à nhưng vào lúc này chung điện thoại di động của lộ nhiên bỗng nhiên vang lên Lộ nhiên cầm lên và nhìn thấy tên người gọi đến chính là Cố Thanh Y đã lặng mất một thời gian khá lâu. Rốt cuộc trở về rồi sao, ở bên cạnh, hai mắt của quản lý Huỳnh sáng ngời, nói, mau hỏi cô ấy xem việc thăm dò biển sâu như thế nào đi. Cậu muốn kiếm tin tình báo phi đúng không? Với quan hệ giữa hao chúng tôi thì đây gọi là chia sẻ tin tức. Quản lý Huỳnh chỉ ra chỗ sai. Vậy thì tôi nghĩ rằng quan hệ của chúng ta cũng có thể thăng cấp một chút, sau này cũng có thể chia sẻ tình báo lộ nhiên nhanh chóng nhận điện thoại của tiến sĩ cố trước đôi mắt hình viên đạn của quản lý huỳnh vù vù bên đó truyền đến tiếng cố thanh y hít sâu lộ nhiên tôi vừa đọc một lượt những tin tức trong khoảng thời gian này cậu được lắm vốn dĩ thành quả nghiên cứu phục sinh khủng long của liên bang côn đo xuất hiện sẽ làm nhà nghiên cứu hệ rồng của nước hạ như cố thanh y phải thừa nhận áp lực cực lớn nhưng mà, sau khi tin tức lộ nhiên đánh nhóm nhỏ ti rét ra bả truyền ra, loại áp lực này đột nhiên tan biến. Ngược lại là Viện Nghiên cứu sinh mệnh khủng long của Liên bang phải thừa nhận áp lực thật lớn đến từ đầu bếp trồng của nước hạ là lộ nhiên. Sự đảo ngược này khiến cho Cố Thanh Y cảm thấy hơi bất ngờ. Phải biết rằng, lộ nhiên mới chỉ là một ngự thú sư đời thứ tư mới mà thôi không biết tên này đến cùng đã làm gì ở bí cảnh đột phá mà lại nhận được truyền thừa của viêm ti chấn như vậy quá khen quá khen nghe thấy tiến sĩ cố khen ngợi lộ nhiên lộ ra nụ cười tươi roi rói tôi chuẩn bị đến thành phố thiên không rồi gặp mặt rồi nói tiếp cố thanh y trở về đáng nhẽ nên đến tổng bộ liên minh báo cáo trước nhưng mà hiện tại cô chỉ muốn tới thành phố thiên không nhìn xem tình hình ra sao đúng rồi Đột nhiên quản lý Huỳnh nói, cậu muốn hoa không linh là để cho thú cưng thức tỉnh hệ không gian đúng không? Tôi đề nghị cậu lát nữa hãy hỏi thăm ý kiến của cô ấy để dung hợp và thức tỉnh theo trình tự phù hợp nhất. Tôi biết rồi. Lộ nhiên gật đầu. Tính chất đặc biệt thứ ba của vô độc tử nhất định phải chọn tính chất đặc biệt của loài rồng. Về phần hà tổng, cho dù lộ nhiên có lòng muốn để nó thức tỉnh hệ không gian cũng sẽ không thức tỉnh ở giai đoạn cấp 30 này hoặc là cấp 40, hoặc là cấp 50, nhưng không phải là cấp 30. Bởi vì ở cấp 30, thú cưng sẽ gặp phải một một bước ngoặt quan trọng, giai đoạn tiến hóa thứ nhất. Giai đoạn tiến hóa thứ nhất khác với hai dung hợp tính chất đặc biệt lần trước đó ở chỗ, quá trình tiến hóa lần này sẽ có ảnh hưởng lớn nhất đến chủng tộc, hình thái, thuộc tính, giới tính, năng lực và thiên phú, nó sẽ dung hợp tất cả tiềm năng và thiên phú của thú cưng trước đó, thúc đẩy thú cưng hoàn thành quá trình biến đổi. Trong quá trình này, hình dáng của thú cưng sẽ thay đổi rất lớn, có thể thay đổi cả giống loài, giống như cá vượt long môn. Dù ba lần trước đều dung hợp tính chất đặc biệt thì trong quá trình này vẫn có thể gia tăng thêm thuộc tính mới, thậm chí ở trong quá trình này, một vài con thú cưng còn có thể thay đổi cả giới tính. Thiên phú chủng tộc thức tỉnh ở giai đoạn cấp 30 cũng được gọi là thiên phú tiến hóa, nói chung là sẽ càng mạnh hơn. Lần tiến hóa này cũng là giai đoạn mấu chốt để gia tăng đẳng cấp chủng tộc của thú cưng trên phạm vi lớn. Đa số thú cưng của Ngự Thú Sư đều đạt đến chủng tộc quân vương ở giai đoạn tiến hóa thứ nhất cấp 30, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Nếu Lộ Nhiên muốn để cho Hà Tổng có thể tiến hóa hoàng mỹ ở giai đoạn tiến hóa thứ nhất thì phải thật cẩn thận khi dung hợp với lực lượng mới khi đến cấp 30 nhất định phải tương đối phù hợp với hai tính chất đặc biệt là khống chế vũ khí và khống chế tự nhiên, cùng với chủng tộc, thuộc tính và thiên phú của Hà Tổng mới được. Nếu như cấp 30 dung hợp hệ không gian, vậy thì tương đương với tạm thời mở ra một con đường mới cho Hà Tổng. Hệ không gian tuy rằng mạnh, nhưng lực lượng không gian chưa chắc đã có thể dung nhập hoàn mỹ với lần tiến hóa tiếp theo. Ở cấp 30 Hà Tổng vẫn cần một tính chất đặc biệt có thể phụ trợ nó tiến hóa hoàn mỹ chứ không phải là tăng thêm một thuộc tính cường đại. Hoàn toàn có thể đợi Hà Tổng đến cấp 40, cấp 50, cấp 60 hay theo đuổi giai đoạn tiến hóa thứ hai mới dung hợp với hệ không gian, nhờ đó khả năng sai sót sẽ giảm bớt. Cho nên sau khi lấy được hoa không linh, lộ nhiên dự định thì chờ Hà Tổng lên đến cấp 40 rồi hẳn cho nó, hoặc là nhìn xem con thú cưng thứ ba, thứ tư có thích hợp không. Không bao lâu sau, Cố Thanh Y đi tới ký túc xá của Lộ Nhiên. Hơn nửa tháng không gặp, không biết có phải là ảo giác hay không mà Lộ Nhiên cứ cảm thấy tiến sĩ Cố căng mọng hơn không ít, là do ngâm nước biển quá lâu sao? Có gì đó sai sai? Một mực nước ngâm, không lẽ lại làm cho da nở ra à? Nhìn cái gì thế? Cố Thanh Y phát hiện ra Lộ Nhiên đang nhìn chầm chầm cánh tay của mình nên hỏi hắn. À không, tiến sĩ Cố, chào mừng chị trở về lộ nhiên cười ha hả nói thu hoạch thế nào thu hoạch cũng không ít tuy nhiên không bằng cậu cố thanh y nhìn lộ nhiên một cái thật sâu truyền thừa của đế vương ở bí cảnh đột phá đầu tiên mà đã có thu hoạch như thế nhìn khắp cả lam tinh cũng không được mấy người như vậy đâu tiểu thanh y tình hình ở biển sâu như thế nào quản lý huỳnh rất để ý đến vấn đề này tình huống không quá lạc quan hoàn cảnh ở biển sâu bây giờ vô cùng ác liệt từ trường không gian vô cùng hỗn loạn, cũng không thể sử dụng công năng truyền tống của thẻ thân phận một cách bình thường được. Ngoài ra, số lượng hung thú cấp 40, cấp 50 ở biển sâu rất nhiều, vượt xa số lượng hung thú cường đại trên đất liền. May mà chúng nó chỉ chú ý đến việc cạnh tranh tài nguyên trong biển sâu, chắc sẽ không có nhiều hứng thú với lục địa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lo lắng biển sâu rất nhanh sẽ sinh ra sinh vật cấp 60, cấp 70 có thực lực mạnh vượt xa sinh vật cùng cấp ở lục địa. Đến lúc đó, dù là chúng nó không có hứng thú với lục địa, nhưng bởi vì lực lượng mạnh mẽ nên vẫn có khả năng tạo thành uy hiếp cực lớn với lục địa. Một trận đấu có khả năng ảnh hưởng đến hiện tượng tự nhiên ở bên ngoài, dẫn phát biển gầm, địa chấn, núi lửa phun trào hay các loại tai họa khác. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tiến hóa thì sẽ xuất hiện một số sinh vật biển tiến hóa ra năng lực sinh tồn trên đất liền và leo lên lục địa cũng không phải là không có khả năng biển sâu rộng lớn như vậy tiến hóa ra năng lực sinh tồn trên đất liền rồi muốn đổi địa bàn cũng rất phù hợp với quy luật tiến hóa cố thanh y nhìn về phía lộ nhiên bất kể như thế nào cũng phải chuẩn bị ổn thỏa cho tình huống xấu nhất khi quá trình tiến hóa toàn cầu ngày càng gia tăng nơi đe dọa nhất đối với con người có lẽ là đại dương thành phố Lục Hải là một thành phố gần biển, uy hiếp tiềm ẩn không nhỏ. Cậu là chủ nhà, tiếp đó cũng phải chú ý động tĩnh ở dưới biển một chút. Ách! Lộ nhiên trở nên nghiêm túc, ý của tiến sĩ cố là Để mình tiên hạ thủ vi cường, xưng bá gần biển, trở thành vua gần biển trước sau. Lúc này, tuy rằng nhóm nhỏ ti rét ngán chân, nhưng cuộc thi đấu tân sinh viên của Đại học Ngự Thú vẫn đang được tiến hành theo trình tự. Đối thủ vòng tiếp theo của Lộ Nhiên khi nghe thấy tin tức Lộ Nhiên chiến thắng nhóm nhỏ T-Rex đã lập tức quyết đoán bỏ cuộc. Bị tất cả ngự thú sư đời thứ tư gắn mắt ngự thú sư, cực kỳ quyết đoán. Lộ Tổng cũng bởi vậy. Không cần chiến mà tấn cấp. Mà bây giờ, Lộ Nhiên chỉ muốn cười, bởi vì sau khi tấn cấp, đối thủ trong vòng tiếp theo của hắn. Không ai khác, chính là Phương Lan. Bây giờ đầu Phương Lan đau muốn chết. Có sao nói vậy, cho dù lộ nhiên không mạnh như vậy thì Phương Lan cũng vẫn cảm thấy đau đầu, bởi vì cô sợ nhất chính là hệ gió. Mấy trận trước đó cô đều vô cùng may mắn, gặp phải đối thủ tuy rằng cũng có chuẩn bị trang bị hệ gió để chống độc, nhưng dựa vào trang bị cao cấp cũng không thể tạo thành hạn chế lớn với cô. Nhưng nếu đấu với lộ nhiên, chẳng cần động mấy lần, áp suất kỹ năng hệ gió gấp 10 lần là thật sự không có cách nào chơi hệ độc rồi. Tôi cũng bỏ quyền, đi chuẩn bị đấu với đối thủ trong tổ thua trận luôn cho xong, đỡ phải phí thời gian với cậu. Biết mình khẳng định không đánh lại lộ nhiên, Phương Lan cũng không vùng vẫy vô nghĩa, cô lựa chọn dơ cờ trắng luôn. Nếu là lúc vừa mới trở thành ngự thú sư, cô sẽ quyết phân cao thấp với lộ nhiên để thể hiện bản thân là chị gái. Một phút, cứ như vậy, lộ nhiên lần nữa không chiến mà thắng, lại tiến thêm một bước đến gần hơn với trứng thú cưng quân vương. Bây giờ, hắn đã lọt vào top 8 rồi. Lại đánh 3 trận đấu nữa là có thể lấy được giải thưởng lớn cuối cùng. Mà 7 người còn lại đều là những người khá mạnh. Như ngày mùa hè của lưu phái lược hỏa là tân sinh viên duy nhất trong cuộc thi đấu tân sinh viên này có thú cưng nắm giữ định hình ý cảnh, ngoại trừ lộ nhiên. Như đổ nguyên đến từ đội tiến công của chính phủ, thú cưng đầu tiên có đã thức tỉnh thuộc tính đầu tiên là hệ không gian, tương đương với trời sinh kèm theo phần thưởng thứ hai, thú cưng có tư chất trăm ngàn dặm mới tìm được một. Như hữu hùng an lâm đến từ công hội lớn nhất nước hạ là, hóa thạch sống, ký khế ước với gấu trúc quốc bảo, thú cưng gấu trúc đồng thời có đủ hai thuộc tính đỉnh cấp là ánh sáng và bóng tối, tương tự như bướng quan ám mà lộ nhiên đã thấy ở bản thần sủng thống lĩnh của thành phố vô hạn số 3. Còn có chị gái siêu năng lực. Thực lực bản thân có thể so với thú cưng hệ tinh thần, cũng có thiên phú kinh người. Những người này đều thành một nhóm, như Diêm Vương Tinh mà lộ nhiên quen thuộc cũng trực tiếp bị ngày mùa hè lưu phái lược hỏa kim chặt, chị Bạch Hổ bị thú cưng quốc bảo hành hung. Vận khí không tệ, rốt cuộc cũng gặp cô ấy. Trận đấu tiếp tục diễn ra, đối thủ vòng tiếp theo của lộ nhiên rốt cuộc đã được xác định. Truyền nhân thương pháp lưu phái lược hỏa, ngày mùa hè. Giờ này khắc này, người xem trong nước có thể nói là muốn nghẹt thở từ sau khi lộ nhiên nghiền ép nhóm nhỏ t danh tiếng của hắn đã trở thành ngự thú sư mạnh nhất đời thứ tư nước hạ. Thậm chí không chỉ công chúng ở nước hạ đồng ý với quan điểm đó mà trên quốc tế cũng đều cho là như vậy. Có thể đoán được, trận đấu tiếp theo của lộ nhiên trong cuộc thi đấu tân sinh viên sẽ rất được chú ý, đáng tiếc, người xem đợi cả buổi lại chờ lấy kết quả là hai đối thủ liên tục bỏ quyền. Cũng may, đến ngày mùa hè đã không tiếp tục tình trạng tuyển thủ sớm bỏ quyền nữa, vì vậy lập tức gia tăng độ hot của trận đấu này lên đến mức tối đa viện trưởng trữ cậu giấu kỹ quá đấy không ngờ lộ nhiên lại là giáo sư của khoa đào tạo nấu nướng trận đấu còn chưa bắt đầu lộ nhiên còn chưa xuất hiện không biết là kịch bản hay là thật cảm khái viện trưởng khoa lịch sử không nhịn được nói ha ha không chỉ là cô tôi cũng rất bất ngờ sau khi cuộc thi đấu tân sinh viên đã bắt đầu giáo sư lộ nhiên mới tìm đến tôi đấy lúc biết được cậu ấy nắm giữ trù ý rồng tôi cũng rất kinh ngạc ý ở ngoài lời giáo sư lộ nhiên báo danh tham gia cuộc thi đấu tân sinh viên trước sau đó mới trở thành giáo sư thực sự không phải là giáo sư của khoa đào tạo bắt nạt các tân sinh viên mấy người chớ nói lung tung viện trưởng trữ viêm mỉm cười viện trưởng khổng ở bên cạnh thở dài khoa rèn đúc và khoa đào tạo làm sao lại may mắn như vậy đoán chừng viện trưởng tần khoa chiến đấu ở bên cạnh cũng phải đỏ mắt người mới mạnh như vậy, không ngờ không phải người của khoa chiến đấu. Tuy nhiên, viện trưởng khổng cũng hiểu, lộ nhiên kế thừa viêm linh được ông tổ nghề nấu nướng và nghề rèn viêm ti chấn chuyên môn bồi dưỡng cho rèn và nấu nướng, vì vậy lộ nhiên chọn như vậy cũng không có gì đáng trách. Ai, khoa lịch sử bọn họ? Lúc nào mới có thể xuất hiện mấy người mạnh như vậy đây? Tìm hiểu lịch sử của đại lục tinh nguyệt cũng là rất thú vị mà, nhỡ đâu lại móc ra dấu vết của một chút sinh vật truyền thuyết thì dù chỉ nhận được xíu xiu chỗ tốt thôi cũng thúc đẩy mang tính sáng thế đối với lĩnh vực ngự thú của Lam Tinh rồi. Tiếp đến, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cuộc thi đấu tân sinh viên top 8 tiến lên top 4, do tân sinh viên lộ nhiên khoa rèn đúc đối chiến với tân sinh viên hạ thiên khoa chiến đấu, là trọng tài của cuộc thi đấu tân sinh viên. Hứa Bình Trạch hiện tại rất muốn cho thêm tiền tố giáo sư khoa đào tạo vào trong tên của lộ nhiên. Nhưng đáng tiếc là như vậy không phù hợp với quy định. Tiếp đến, dưới sự hoang hô của người xem dưới, Lộ Nhiên đang mặc áo khoác chiến đấu màu đen và với truyền nhân lưu phái lực hỏa Hạ Thiên đang mặc áo đỏ đồng thời đi ra từ hai bên sân đối chiến. Hạ Thiên cầm trong tay trường thương Hồng Anh, Lộ Nhiên vì tôn trọng lưu phái của đối phương nên cũng sớm lấy vũ khí ra để thể hiện thái độ, kiếm treo ở bên hông. Ngay khi cả hai xuất hiện trên sân đã lộ ra thái độ đối chọi gay gắt như vậy khiến cho người xem ý thức được, Trận chiến đấu này sẽ vô cùng thú vị. Đến những trận gần cuối ở giai đoạn sau của cuộc thi đấu Tân Sinh viên, ba vị viện trưởng càng bình luận nhiều hơn. Viện trưởng Tần Minh còn cố ý hỏi viện trưởng Khổng, "Viện trưởng Khổng, có thể giới thiệu lưu phái chiến đấu của hai thí sinh này được không?" "Không thành vấn đề. Lúc trước chúng ta cũng đã nhìn thấy phong cách chiến đấu của thí sinh Hạ Thiên là tiến hành hợp thể cùng thú cưng, cầm thương chiến đấu." là ngự thú sư tiêu chuẩn theo lưu phái bản thân tự chiến đấu loại lưu phái này thật ra có thể chia thành ba loại hình một loại là chủ tu kỹ năng tầm xa một loại là chủ tu nhục thân chiến đấu một loại là chủ tu chiến đấu bằng binh khí lạnh bởi vì phần lớn ngự thú sư đều không có kinh nghiệm cận chiến kinh nghiệm sử dụng binh khí cho nên bình thường cho dù lựa chọn loại lưu phái này cũng đều đi theo hướng lưu phái pháp sư chủ yếu rèn luyện giải phóng kỹ năng các hệ Lưu phái như thí sinh hạ thiên là tương đối hiếm, dẫu sao muốn sử dụng thành thạo một loại vũ khí, dựa vào thời gian một, hai năm là rất khó làm được, cần có kinh nghiệm và thiên phú tương ứng từ trước khi trở thành ngự thú sư. Về phần lộ nhiên, thì càng hiếm thấy. Thú cưng sử dụng vũ khí chiến đấu. Đây thật ra là lưu phái thú cưng chiến đấu kiểu mới mà năm 2023 theo lịch đế quốc, đế quốc ngự thú vì chuẩn bị cho chiến tranh đã lên kế hoạch phát triển, tức là trên cơ sở trang bị phòng ngự tiến thêm một bước vũ trang cho thú cưng trong thời gian đó đế quốc ngự thú vì tăng cường thực lực cho quân đoàn ngự thú đã mở ra rất nhiều lưu phái kiểu mới trong đó có thành công cũng có thất bại mà lưu phái này không tính là thành công nhưng cũng không phải là thất bại không tính thành công là vì trong ngắn hạn không thể hiện ra đầy đủ tiềm lực chiến tranh giới hạn trên của sự phát triển của vũ khí sinh học không cao không tính thất bại là bởi vì chiến tranh bắt đầu quá sớm nên kế hoạch này phải tạm thời đình chỉ không ai có thể nhìn thấy bộ dáng cuối cùng của nó mà sau khi trận chiến tranh này kết thúc đế quốc ngự thú đã lung lay sắp đổ ngàn vết lở loét quốc lực tiêu hao nghiêm trọng có lòng những không có sức để hoàn thiện nghiên cứu này hơn nữa các tài liệu nghiên cứu cũng đã bị hết vì vậy cuối cùng không còn ai khởi động lại dự án nghiên cứu này nữa thông qua bí cảnh tân thủ độ khó cấp địa ngục địa điểm thí nghiệm bị bỏ hoang chúng ta có thể hiểu rõ được lịch sử của chó kiếm tật phong của thí sinh lộ nhiên tính chất đặc biệt đầu tiên mà nó dung hợp là tính chất đặc biệt khống chế vũ khí lấy được từ địa điểm thí nghiệm bị bỏ hoang tuy nhiên tôi không đề nghị mọi người đi theo hướng tiến công bí cảnh này bởi vì theo ghi nhận hiện tại thì ngoài thí sinh lộ nhiên chưa từng có thú cưng nào của ngự thú sư hoàng mỹ dung hợp tính chất đặc biệt khống chế vũ khí đây là một con đường tiến hóa chưa hoàn thiện, kể cả đế quốc ngự thú cũng chưa thể hoàn toàn chinh phục được con đường tiến hóa này. Nghe thấy viện trưởng khổng nói vậy, không ít người đều nhìn lộ nhiên. Con chó của lộ nhiên có lẽ được coi là thú cưng đầu tiên hoàng mỹ khống chế tính chất đặc biệt khống chế vũ khí à, mọi người không tin con hất kỳ này của lộ nhiên chưa hoàn toàn dung hợp tính chất đặc biệt này mà có thể ngự kiếm, có thể dùng song song ngậm một kiếm trong mồm cuốn một kiếm ở đuôi. Nếu còn chưa dung hợp hoàng mỹ thì là gì? Chẳng lẽ lộ nhiên dự định đi tiếp con đường mà đế quốc ngự thú vẫn chưa hoàn thành nghiên cứu sao? Cùng lúc đó. Ra đây nào, Hạ Thiên cầm thương nói với lộ nhiên. Nếu như là lúc trước, Hạ Thiên còn có đủ lòng tin để đối mặt với lộ nhiên, nhưng hiện tại, nhìn thấy lộ nhiên có thể dễ dàng hạ nhóm nhỏ ti rét như vậy, Hạ Thiên hoàn toàn không còn lòng tin nữa rồi. Tuy nhiên, bỏ quyền không phải là phong cách của cô, cô vẫn lựa chọn lên sân đấu đánh với lộ nhiên một trận theo tiếng gọi của cô một con vẹt đuôi dài giống như phượng hoàng lửa được cô triệu hoán ra thú cưng của hạ thiên là huyền phượng anh vũ đây là thú cưng mà cô và thầy dạy thương đạo cùng nhau nuôi dưỡng rất có nhân tính sau khi hạ thiên đột ngột nhận được chiếc thẻ màu đen và ký khế ước với nó con vẹt này thể hiện thiên phú và ngộ tính cực kỳ cao có thể nói là kết hợp hoàng mỹ với hạ thiên hà tổng về phần lộ nhiên, hắn không lựa chọn lập tức triệu hoán ra hai con thú cưng mà chỉ chỉ triệu hoán mình Hà Tổng ra thôi. Sau khi Hà Tổng xuất hiện, lộ nhiên ném thanh kiếm bên hông cho nó. Hà Tổng nhảy lên, ngậm lấy thanh kiếm gió tuyết rồi nhìn về phía đối thủ mới của mình. Vù vù. Đối mặt với con chó có thể chém rồng này, Hạ Thiên không hề do dự, lập tức tiến hành hợp thể với thú cưng. Ngay lập tức, hai bên người cô mở ra một đôi cánh lửa của loài chim, tóc ngắn cũng biến thành màu đỏ cam giống như ngọn lửa. Cô vung vẩy trường thương, thương ý bùng nổ, mũi thương dường như vần mặt trời thiêu đốt, tỏa ra nhiệt độ kinh người, làm cho cả sân đối chiến cũng trở nên mờ ảo hơn. Ở trên lôi đài, mọi người dường như nhìn thấy một mặt trời khác đang cộng hưởng với mặt trời trên bầu trời. Xuất hiện rồi, thương ý lực hỏa, ý chí của thương đạo có thể cướp đoạt lực lượng ngọn lửa của mặt trời. Nhìn thấy Hạ Thiên với tư thế hiên ngang vừa đi lên đã thể hiện tuyệt kỹ, không ít fan ủng hộ cô vẫn hy vọng cô có thể mang đến chút áp lực cho Lộ Nhiên. Chị gái có thương ý, cố lên nha. Chị Hạ Thiên, cố gắng lên. Bởi vì mọi người đều biết Lộ Nhiên sẽ thắng, nên không ngờ lại xuất hiện tình huống mọi người ở hội trường cùng cổ vũ cho một bên. Chẳng qua là, bọn họ cũng chỉ vì muốn động viên Hạ Thiên thôi. Chủ yếu là đối thủ ở vòng thứ ba của Lộ Nhiên là Phương Lan không chịu lên đấu với Lộ Nhiên khiến cho mọi người cảm thấy Hạ Thiên rất dũng cảm. Hạ Thiên Hiện tại chính là người duy nhất có dũng khí đối mặt với thí sinh Lộ Nhiên. Cậu cũng có kiếm ý à? Lúc này, Hạ Thiên đang cầm thương hỏi Lộ Nhiên. Cô cảm giác Lộ Nhiên cũng là một kiểu người như cô, có lẽ cũng có kiếm ý, nếu không, lúc trước hắn đã không nói với cô như vậy. Đúng vậy. Lộ Nhiên vừa dứt lời, toàn trường bỗng nhiên trở nên an tĩnh để lắng nghe cuộc hội thoại của hai người. Ha ha, quả nhiên, lúc cậu đối chiến với nhóm nhỏ T-Rex vẫn chưa dùng hết toàn lực. Khi đó cậu căn bản còn chưa dùng đến kỹ năng ngự thú. Được rồi, mau gia trì kỹ năng ngự thú ẩn chứa ý cảnh rồng lửa của cậu cho nó đi. Ít nhất, cũng cho tôi mở mang kiến thức xem thế nào là kiếm ý rồng lửa. Hạ Thiên vung trường thương một cái, thể hiện rằng bản thân muốn mở mang kiến thức đối đầu với hà tổng trong trạng thái càng mạnh hơn nếu như kỹ năng viêm linh của lộ nhiên có thể để cho vô đột tử nắm giữ có một loại ý cảnh rồng lửa mới vậy thì nhất định có thể để cho con hất này cũng nắm giữ ý cảnh cùng loại hơn nữa hất có tính chất đặc biệt khống chế vũ khí tám phần là có thể kết hợp thành kiếm ý một con chó biết kiếm ý nghe hai người giao lưu hiện trường lập tức sôi trào khốn kiếp, không thể nào, hất cũng có thể dùng ý cảnh rồng lửa sao. Lộ nhiên vừa rồi đã trả lời rồi đó. Tôi còn tưởng rằng viêm linh ẩn chứa ý cảnh rồng lửa chỉ có thể dành cho loài rồng, hoặc chỉ có lộ nhiên mới có thể sử dụng thôi chứ. Nếu như cả con hất kia cũng có thể nhờ vậy mà nắm giữ được ý cảnh rồng thì thật là đáng sợ, nhóm nhỏ ti rét khóc choáng trong toilet luôn ấy. Gâu! Nhưng mà lúc này, Hà Tổng đang ngậm kiếm phong hàng lại chẳng thèm ngó ngàng tới ý cảnh rồng lửa. Nó rõ ràng đã sớm lĩnh ngộ được kiếm ý rồi, kiếm ý trảm long, chỉ là ngoại trừ đối thủ của nó thì người ngoài rất khó phát hiện ra kiếm ý trảm long mà thôi. Đã có kiếm ý trảm long, Hà Tổng dĩ nhiên không để ý cảnh rồng gì đó vào mắt rồi, chứ tuyệt đối không phải là bởi vì không dễ dùng hay không học được đâu. Không cần. Nó không thích hợp với ý cảnh rồng. Lộ nhiên từ chối Hạ Thiên hơn nữa tình huống của chúng tôi khác với cô bản thân hạ thiên không hề nắm giữ thương ý huyền phượng anh vũ hệ lửa cũng không nắm giữ thương ý chỉ nắm giữ định hình ý cảnh mặt trời thôi chỉ khi cô hợp thể với thú cưng kinh nghiệm thương đạo của cô cộng thêm năng lực định hình ý cảnh của thú cưng mới có thể kết hợp thành thương ý rất hiển nhiên hạ thiên cũng nghĩ rằng hà tổng giống mình nhưng thật ra cô không biết rằng lộ nhiên có mô phỏng siêu chó hai chiều dù cho chó kiếm tật phong không được trợ giúp từ năng lực của ngự thú sư dù cho tôi không có được lực lượng của thú cưng thì chúng tôi cũng đều có kiếm ý độc lập lộ nhiên vẫn đánh giá cao hạ thiên dẫu sao đây là ngự thú sư duy nhất nắm giữ ý cảnh của vũ khí mà lộ nhiên biết cũng có thể coi như bạn đồng hành đáng tiếc thương ý của đối thủ chưa được hoàn hảo cái gì lộ nhiên vừa dứt lời mọi người có mặt ở đây lại lần nữa xôn xao cả lên bản thân hạ thiên cũng thay đổi sắc mặt ngay sau đó một luồng kiếm ý bảo tuyết mãnh liệt bộc phát hà tổng ngậm kiếm phong hàng lộ ra khí thế hoàn toàn khác trước đó bộ lông đen trắng của nó tung bay theo từng cơn gió lạnh giá bảo tuyết rét lạnh đến mức tận cùng quanh thân khuếch tán ra xung quanh tuy rằng cơn bảo tuyết chỉ nhỏ bé cấp bậc của ý cảnh bảo tuyết thấp hơn ý cảnh mặt trời nhưng nếu so sánh về độ mạnh yếu thì phải nhìn vào mức độ bồi dưỡng của hai bên đối với ý cảnh. Hà Tổng mượn thiên phú từ kiếm thuật tật phong gia trì để bồi dưỡng kiếm ý bảo tuyết, lần đầu tiên thể hiện ra hiệu quả hoàn toàn mới, kiếm ý bảo tuyết cũng có thể coi là kiếm kỹ ẩn chứa lực lượng gió, quanh, trong nháy mắt, hơi nóng trên sân đấu nhanh chóng bị xua tan. Thanh âm đồng kết vang lên, tạch tạch tạch, toàn bộ sân đấu đều bị bao phủ bởi một tầng băng sương, dưới chân hạ thiên đã bị một tầng băng tuyết bao phủ, sau một khắc, cả quần áo của cô cũng đều bị đông cứng, nhiệt độ trên sân đấu đột ngột giảm mạnh, Hạ Thiên lập tức kinh hãi. Cô không ngờ con hất kỳ này không được ngự thú sư trợ giúp mà vẫn có thể nắm giữ được kiếm ý, chủ yếu nhất là, kiếm ý của nó không ngờ lại mạnh như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, mặt trời nóng bỏng phản phất như bị đông cứng lại, cơn bao tuyết trước mắt Hạ Thiên đang cuốn tới. Trước mắt cô thậm chí còn có kiếm khí màu xanh lam xẹt qua, phanh. Trường thương trong tay cô trực tiếp bị đánh bay, tranh đấu giữa ý cảnh, khí thế rất là rất quan trọng kiếm ý của hà tổng dễ dàng đánh tan thương ý của đối phương chuyện này giờ này khắc này nhìn thấy hà tổng thể hiện ra lực lượng mới chưa từng thấy khi quyết đấu với nhóm nhỏ tiret thậm chí cả lộ nhiên trước đó đều chưa từng thể hiện ra tất cả mọi người đều trợn tròn mắt bọn họ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lộ nhiên đến cùng mạnh cỡ nào tại sao lại có cảm giác sâu không thấy đấy vậy nhỉ chênh lệch giữa thiên tài với thiên tài mà cũng xa như thế sao, ha ha ha, lão già hạ, ông thấy thế nào, cùng lúc đó, ở võ đường thiên hồng, ông cụ giang đấu đang gọi điện thoại cho thầy của hạ thiên. Ông nhìn thấy kết quả trên truyền hình trực tiếp thì trở nên hưng phấn quá đổi. Không hổ là học trò cách đời của mình. Làm tốt lắm, hất kỳ, lão già giang, ông đừng có mà huênh hoang quá sớm. Thầy của Hạ Thiên nghiến răng nghiến lợi, không rõ gian đấu dẫm phải cứt chó gì mà hên thế, không ngờ lại thu được một học trò như vậy. Nhưng mà, hai ông già đang đấu võ mồm lại đột nhiên sửng sốt. Chỉ gặp trong màn hình, lộ nhiên sau khi dùng kiếm ý đánh bại thương ý của Hạ Thiên đã đưa ra lời mời, thương ý của cô vẫn chưa được hàng thiện. Hay là cô đến chỗ tôi học nấu ăn đi? Chủ ý, thương ý, kiếm ý, trăm sông đổ về một biển, về bản chất thì đều có sức mạnh như nhau, trong quá trình này cũng có thể giúp cho thương ý của cô càng hoàn thiện hơn. Lộ nhiên. Vậy mà ở ngay trước mặt mọi người dụ dỗ con gái nhà người ta. Thầy Giang, thầy Hạ, viện trưởng Tần Minh Khoa chiến đấu. Năm đệt. Tên nhóc này còn chưa nhập học đã bắt đầu dụ dỗ các sinh viên giỏi đổi ngành học rồi đúng không? Trù ý, kiếm ý, thương ý thì ra đều liên kết với nhau sao? Đừng cản tôi, tôi muốn chuyển ngành học, dù sao tôi cũng chỉ nhắm mắt đăng ký bừa vào khoa lịch sử thôi bây giờ suy nghĩ lại thì chẳng có tương lai gì cả còn không bằng đi học nấu ăn về sau không làm được ngựa thú sư thì vẫn có thể về nhà mở quán cơm chị à nếu gặp được ngựa thú sư nào ở khoa nấu nướng thì gã luôn đi tương lai sáng lạng quá mà nếu chị thương ý chuyển chuyên ngành sang đó thì sẽ dùng thương xiên thịt nướng sao không cần nhóm lửa ở nơi hoang dã cầm thương sâu thành một chuỗi sinh vật siêu phàm tự chính luôn. Chẳng ai ngờ rằng, lộ nhiên lại tranh thủ quảng cáo trong cuộc thi đấu tân sinh viên, hành động này làm cho tất cả mọi người đều bị bất ngờ, cúi đầu bái phục. Lúc này, lồng ngực của Hạ Thiên đang phập phồng lên xuống, cô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác rung động mà kiếm ý bảo tuyết của Hà Tổng mang tới, vì vậy chưa trả lời lộ nhiên. Khụ khụ. Trên đài, viện trưởng Tần Minh không nhịn được vội ho một tiếng. Lộ nhiên đúng không, tôi ghim cậu rồi đấy. Ngay trước mặt tôi mà dám dụ dỗ người của tôi, rồi lắm, sau đó, mặc dù chưa phân ra thắng bại, nhưng sau khi thoát khỏi cảm giác rung động mãnh liệt, Hạ Thiên rốt cuộc nhận rõ trên lệch giữa hơn bên. Cô nói, tôi nhận thua. Nói rồi, cô cũng không để ý đến lời mời của Lộ Nhiên mà nhặt trường thương của mình lên rồi đi xuống sân đối chiến. Lộ Nhiên thấy thế thì không biết đối phương nghĩ như thế nào, hắn thật lòng gợi ý cho đối phương phát triển một nghề phụ mà. Kỳ thật, chỉ cần có thiên phú thì sẽ không lãng phí bao nhiêu sức lực. Tham quá sẽ không tin chỉ đúng với những người bình thường thôi. Đối với thiên tài thì tham nhiều sẽ chỉ càng biết nhiều, càng mạnh hơn. Lộ nhiên chỉ có thể dạy cho các sinh viên mới của khoa nấu nướng kiến thức cơ sở như kỹ thuật dùng dao hay kỹ thuật điều chỉnh lửa, nhưng đối với một thiên tài nắm giữ thương ý hệ lửa thì lộ nhiên cảm giác mình có thể triệu hóa viêm linh ẩn chứa ý cảnh rồng lửa ra cho đối phương lĩnh ngộ đối phương chắc chắn rất có thiên phú dù sao vừa tiếp xúc với lực lượng ngự thú hai tháng mà đã có thể lĩnh ngộ thương ý tư chất như vậy cho dù là trên cả đại lục cũng được coi là đỉnh của chóc nhỡ đâu lại sinh ra thêm một đầu bếp rồng thì tuyệt quá rồi đến lúc đó lộ nhiên lại lừa gạt đối phương đến thành phố lục hải giúp đỡ nuôi dưỡng quân đoàn rồng bản thân là một thầy giáo nhiệm vụ thực hành cũng không quá thẩm quyền đây nhỉ trong phòng chuẩn bị chiến đấu một thanh niên cao lớn đang nhìn tình hình trên sân đấu anh ta vừa sờ lên cái cằm vừa nói gấu trúc của mình có thể học nấu nướng không nhỉ gậy trúc cũng được coi như binh khí đồ làm bếp chứ có lẽ có thể dùng như chày cán bột đầu bếp bánh ngọt đỉnh cấp chính là mình lộ nhiên này mạnh thật Hữu Hùng An Lâm đang suy tư xem bản thân có nên chuyển sang học nấu nướng đi ăn bán khác không. Trong khi đó, tân sinh viên Đỗ Nguyên, thiên tài hệ không gian ở bên cạnh đang gãi đầu, cảm giác chưa cần nói đến chuyện thắng được lộ nhiên, cho dù là một con thú cưng của lộ nhiên thôi cũng rất khó chiến thắng được. Hệ không gian mặc dù lợi hại, nhưng ở giai đoạn trước, thật ra không có nhiều thủ đoạn có thể thi triển, thú cưng cấp thấp căn bản chưa phát huy ra được nhiều kỹ năng lợi hại, cho dù luyện được cũng chẳng đủ thể lực để sử dụng. Thời điểm thể hiện ra được sức mạnh là ở giai đoạn giữa và cuối. Đúng là rất mạnh. Nếu thấy đánh không lại thì bỏ quyền đi thôi. Hữu Hùng An Lâm nhìn về phía thiên tài này. Bỏ quyền thì bỏ quyền, làm như tôi không dám ấy. Đỗ Nguyên Kinh thường nói, tôi dám đối diện với sự chênh lệch giữa hai bên, trực tiếp bỏ quyền, cậu dám không? Tôi có gì mà không dám? chẳng ai ngờ rằng hai người có tiềm lực đoạt giải quán quân lại sắp xếp xong xuôi cho bản thân từ trong phòng chờ chiến đấu rồi bởi vì lộ nhiên liên tiếp bộc lộ ra thực lực khiến cho những tân sinh viên này có cảm giác rất bất lực bọn họ sợ rằng bản thân ra sân cũng không tránh khỏi tình cảnh bị lộ nhiên cho ăn hành phải biết rằng đến hiện tại lộ nhiên vẫn còn có một kỹ năng ngự thú chưa dùng đến có trời mới biết cái kỹ năng ngự thú đó lợi hại nhường nào lâm âm đâu Hai người thầm đoán rằng, còn có người muốn đánh với Lộ Nhiên thì chỉ còn lại Lâm Âm có siêu năng lực thôi, dù sao từ đầu đến giờ vị đại lão này cũng chưa từng dùng toàn lực, mỗi trận đấu đều có thể dễ dàng giành được chiến thắng. Bọn họ đưa mắt tìm kiếm chị gái siêu năng lực cũng đang ở trong phòng chuẩn bị chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại lộ ra biểu cảm khác thường. Chỉ thấy một cô gái cao ráo, có nước da trắng ngần khuôn mặt thanh tú dưới mái tóc đen cắt ngắn đang ôm đầu bên cạnh cửa sổ có vẻ như cô đang rất đau đớn người này chính là lâm âm có siêu năng lực ơ ờ, cô sao thế khi hai thí sinh hạt giống hữu hùng an lâm cùng đỗ nguyên phát hiện ra sự khác lạ của lâm âm bọn họ lập tức lại gần hỏi thăm những thí sinh khác trong phòng chuẩn bị chiến đấu nghe thấy ồn ào đều quay nhìn sang phía chị gái có siêu năng lực một lát sau cả phòng chuẩn bị chiến đấu đã trở nên hỗn loạn Nhân viên y tế của nhà trường nhanh chóng chạy tới đây. Tin tức thí sinh hạt giống Lâm Âm đột nhiên té xỉu một cách kỳ lạ trong phòng chuẩn bị chiến đấu lập tức truyền đến tai các nhân viên của nhà trường, dù sao thí sinh tham gia cuộc thi đấu tân sinh này còn có một thân phận không ai động vào nổi. Lộ Nhiên bên này vừa kết thúc trận tranh tài cũng chú ý tới động tĩnh. Hắn nhanh chóng nghe được tin tức người có siêu năng lực Lâm Âm đột nhiên té xỉu, vì vậy cảm thấy khó hiểu. "Cậu không sao chứ?" ngay khi lộ nhiên còn đang thắc mắc quản lý huỳnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh lộ nhiên và hỏi thăm tình hình của hắn tôi có thể có chuyện gì được nhưng mà có phải chỉ giá siêu năng lực kia xảy ra chuyện gì rồi không lộ nhiên hỏi ừ đối phương đột nhiên té xỉu tôi lo lắng có công kích đặc biệt chuyên nhằm vào người có siêu năng lực nên lập tức chạy đến xem cậu thế nào quản lý huỳnh thấy lộ nhiên không có việc gì thì yên tâm nói cậu cũng không biết tình hình của cô ấy à làm sao tôi biết được những người có siêu năng lực như các cậu đều rất kỳ lạ không phải cậu cũng thường xuyên nằm mơ đó à lộ nhiên đã từng kể cho quản lý huỳnh và tiến sĩ cố chuyện mình thường xuyên mơ thấy có quái thú tấn công vào thành phố nghe thấy chuyện đó bọn họ cũng không thể đưa ra lời giải thích nào dù sao người có siêu năng lực có nhiều bí mật lắm ở nước ngoài thậm chí còn có người có siêu năng lực nằm mơ thấy mình biến thành động vật thực vật nội dung của giấc mơ càng lì lạ ồ nghe thấy quản lý huỳnh nói vậy lộ nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai đợi chút đã trận tới đến lượt cô ấy ra thi đấu rồi giờ cô ấy đột nhiên té xỉu như vậy nếu không thể khôi phục ngay được thì chẳng phải sẽ lỡ mất trận thi đấu sao lộ nhiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng không biết quản lý huỳnh nói nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đến cậu với thực lực của cậu muốn giành được vị trí quán quân cũng không có áp lực gì cô ấy cũng không phải là đối thủ của cậu, có thi đấu được hay không cũng vẫn thế. Sao trong cậu có vẻ còn tự tin hơn cả tôi thế, lộ nhiên cạn lời. Ha ha, trong tay tôi có thông tin về cô ấy, tôi còn biết về cô ấy nhiều hơn cậu rất nhiều luôn đấy. Sao nào? Có muốn mua không? Mua thông tin của chị tặng kèm thông tin của em luôn. Không cần bởi vì không quen biết với chị gái có siêu năng lực nên lộ nhiên cũng không quá quan tâm đến chuyện này nữa đánh xong trận đấu rồi trở về ký túc xá thôi về phần trận đấu của phương lan thì lộ nhiên lựa chọn nhìn trực tiếp trên điện thoại di động không phải hắn không quan tâm chẳng qua là nằm ở ký túc xá xem trận đấu sẽ thoải mái hơn nhưng mà ngay khi lộ nhiên đang chờ đợi vòng đấu tiếp theo ban tổ chức liên tục gọi điện tới làm cho vẻ mặt của lộ nhiên dần trở nên kỳ lạ bạn học lộ. Giáo sư lộ, đối thủ của ngài trong vòng tiếp theo là, Đỗ Nguyên, đã lựa chọn bỏ quyền, đến lúc đó ngài không cần lên thi đấu nữa. À vâng. Thiên tài hệ không gian nhìn thấy mình cũng phải sợ à. Lộ nhiên hoàn toàn không nghĩ tới đấy, sau đó. Giáo sư lộ nhiên, đối thủ của ngài trong vòng tiếp theo là, Hữu Hùng An Lâm, đã lựa chọn bỏ quyền, đến lúc đó ngài cũng không cần đến thi đấu đâu. Cái gì, lộ nhiên đã nằm ở ký túc xá gần một ngày dần dần lâm vào trầm tư giáo sư lộ nhiên cái đậu má trả lại tiền mau cuộc thi đấu tân sinh viên đã kết thúc không chỉ có lộ nhiên trợn tròn mắt mà còn có cả những người xem cuộc thi theo tin tức chính thức từ đại học ngự thú thí sinh hạt giống lâm âm bởi vì bệnh tật nên đã rút khỏi cuộc thi dẫn đến không ít người không được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của chị gái siêu năng lực như vậy đã đủ khó chịu rồi kết quả tiếp đó vốn dĩ mọi người đều quan tâm đến trận đấu của lộ nhiên nhất vậy mà từng thí sinh đều tuyên bố bỏ quyền làm cho khán giả như vỡ đê ngự thú sư đầu tiên lựa chọn bỏ quyền thi đấu tên là viên giả vốn được mọi người vinh danh là dứt khoát nhất nhìn xa trông rộng nhất bây giờ lại bị tập thể tẩy chay mọi người nói anh ta đã tạo ra tiền lệ xấu muốn đóng đinh ta trên cây cục sỉ nhục mãi mãi trả lại tiền a à, nhìn trực tiếp không tốn tiền vậy thì không sao. Trên các diễn đàn lớn, rất nhiều ngự thú sư đều tỏ ra không hài lòng khi không thể chứng kiến các trận đấu tiếp theo của lộ nhiên đồng thời cũng cạn lời với quá trình giành chiến thắng của hắn. Trước khi cuộc thi đấu tân sinh viên diễn ra, không ai ngờ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy. Má nó! Chẳng phải là bởi vì người qua đường quá mạnh hay sao? Cùng là đời thứ tư mà sao cậu ta lại như quái vật thế nhở? Chịu thôi, Cậu ta có thể nghiền ép nhóm ngự thú sư đời thứ tư tinh nhuệ nhất của liên bang Côn Đo ra bã mà không tốn sức chút nào, những tân sinh viên khác không muốn đấu với cậu ta cũng là tâm lý bình thường. Nhìn lại mới thấy chị gái thương ý dũng cảm thật. Mặc dù thua rất thảm, nhưng ít ra người ta còn dám đánh. Hai tên Hữu Hùng An Lâm và Đỗ Nguyên này thì hay rồi, đến đánh cũng không dám đánh luôn. Cậu nói vậy là không hiểu rồi. Cậu không xem trận đấu của lộ nhiên sao? lúc đối chiến với chị gái thương ý lộ nhiên điểm đến là dừng chỉ đánh bay vũ khí của đối phương thôi nhưng đối chiến với hai tên đàn ông là chu mặt cùng cung khai tâm thì sao thú cưng của bọn họ đều bị lộ nhiên đánh cho sống dở chết dở đến trận thi đấu sau đó còn không thể phát huy như bình thường ấy thì ra lộ nhiên là loại người này tôi nhìn lầm cậu ta rồi giờ này khắc này các nơi đều đang tập trung vào việc lộ nhiên giành được chức quán quân bằng cách rất không đỡ được Mặc dù không ai thắc mắc về chuyện ứng cử viên sáng giá cho chức quán quân trong cuộc thi đấu tân sinh viên như Lộ Nhiên dễ dàng giành được, nhưng bọn họ lại khó chịu vì không được chứng kiến các trận đấu hấp dẫn. Lộ Nhiên hiện tại là người được các quốc gia trên thế giới công nhận là ngự thú sư đời thứ tư mạnh nhất nước Hạ, không ai nghĩ rằng hắn không xứng với danh hiệu mới này. Những tân sinh viên đó không muốn bị Lộ Nhiên cho ăn hành nên lựa chọn bỏ quyền cũng là điều dễ hiểu điều này cũng chứng minh rằng bọn họ biết rõ mình không phải là đối thủ của lộ nhiên, tiến thêm một bước cho thế giới biết được sự cường đại của lộ nhiên. E rằng không bao lâu nữa lộ nhiên này sẽ đuổi kịp bước chân của ngự thú sư đời thứ ba, thậm chí là đời thứ hai. Tuy nhiên, đối với người bình thường, ngự thú sư đời thứ hai, đời thứ ba của nước hạ, cuộc thi đấu tân sinh viên này có lẽ là một sự kiện hót hòn học. Nhưng đối với nhóm ngự thú sư đời đầu của nước Hạ thì sự chú ý của bọn họ hiện tại hoàn toàn không ở trên người Lộ Nhiên. Trụ sở Liên Minh Ngự Thú nước Hạ. Trong một phòng họp, 13 bóng người đang tụ tập lại với nhau. Một ông lão cầm đầu nhìn về phía một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi trên ghế rồi hỏi, "Lâm Niệm, nói về tình huống của chị cô đi." Vân hội trưởng. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đứng lên, Nhìn các ngự thú sư cấp 5 khác một lượt rồi nói, sau khi chị gái tôi ngất đi ở thành phố Thiên Không, tôi đã lập tức chạy tới xem xét tình hình của chị ấy. Tôi đã điều khiển ý thức tinh thần của mình xâm nhập vào khu vực não bộ của chị ấy, sau đó thuận theo những dao động tinh thần để tiến vào giấc mơ của chị ấy, sau đó đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Giống như nhiều người có siêu năng lực khác, chị ấy có những giấc mơ rất kỳ lạ và những giấc mơ đó vẫn cứ không ngừng lặp đi lặp lại sau khi chị gái tôi thức tỉnh siêu năng lực ngay từ đầu chị ấy vẫn chưa mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó tôi vốn cho rằng chị ấy thuộc trường hợp đặc biệt nhưng hóa ra chỉ là đến chậm một chút giấc mơ đó như thế nào lúc này hiệu trưởng thạch chấn của đại học ngự thú còn chưa biến thành phái đẹp mở miệng hỏi mặc dù sau khi kết thúc cuộc thi đấu hẳn là lâm âm sẽ xin tốt nghiệp sớm và cầm phần thưởng rời đi mất nhưng dù sao cũng xảy ra vấn đề trong cuộc thi đấu tân sinh viên vì vậy anh ta vẫn phải để ý chị ấy mơ thấy một con hồ ly tự xưng mình là sinh vật truyền thuyết chuyển thế bây giờ đang ngủ say ở dị không gian chỉ cần phóng một tài nguyên hệ tinh thần cấp sử thi tới vị trí chỉ định là có thể cứu nó ra sau khi nó ra ngoài nhất định sẽ cho chị ấy vinh hoa phú quý để chị ấy có được lực lượng cường đại các ngự thú sư đời đầu hừ sao nghe cứ thấy giống mình thế nhỉ tần thủy hoàng thu tiền con hồ ly này liệu có phải là một trong số các sinh vật viễn cổ mà quản lý Huỳnh đang tìm kiếm không?" Cố Thanh Y ngồi giữa các ngự thú sư đời đầu, nghe thấy vậy thì rơi vào trầm tư. Nhưng cho dù là thật thì cái giá phải trả để cho nó tỉnh lại cũng quá lớn, mà lại, đối phương cũng không giống là gần chết. Căn bản không thích hợp để cho nó hẹo rồi biến thành thú cưng linh hồn. Phần thưởng đâu? Phần thưởng của tôi đâu rồi? Trong thành phố Thiên Không, lộ nhiên đọc tin tức một lượt phát hiện không ai nói mình gian lận thế là hắn hài lòng đăng xuất lúc này lộ nhiên cũng chẳng quan tâm bản thân đạt được vị trí quán quân như nào dù sao thì đối thủ đều đã bỏ cuộc rồi vậy thì hắn chính là quán quân chứ sao vừa hay hắn cũng không thích đánh đấm chẳng qua là cuộc thi đấu tân sinh viên đã kết thúc rồi ba viện trưởng cũng đã phát biểu xong rồi nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai nhắc gì đến chuyện phần thưởng làm cho lộ nhiên rất hoang mang lộ nhiên chỉ có thể thúc giục bảo vệ của mình dù sao hắn cũng chỉ biết mỗi nó từng tiếp xúc với hiệu trưởng đừng vội không thiếu phần thưởng của cậu được đâu chẳng qua là xảy ra chuyện nên khâu thạch chấn trao giải thưởng trong kế hoạch đã bị hủy mất rồi quản lý huỳnh đang nghe chuyện trên tv audio cv vừa đến nhìn thấy vẻ nôn nóng sốt ruột của lộ nhiên như vậy liền giải thích lại bị biến thành phụ nữ à không có dấu hiệu báo trước nào sao lộ nhiên kinh ngạc hỏi không phải là tại vụ việc của chị gái lâm niệm ấy quản lý huỳnh giật giật khóe miệng vừa nói cho cậu ta chuyện nguyền rủa cậu ta nhớ như in luôn thế là nó tỏ ra thần bí hiển nhiên đã nhận được thông tin nội bộ tôi hiểu rồi sau khi lâm âm kia ngất đi tình hình như thế nào lộ nhiên hỏi đến mức phải bỏ thi đấu tình hình có vẻ khá nghiêm trọng a à, chẳng lẽ là do siêu năng lực quá mạnh dẫn đến thân thể xuất hiện vấn đề à quả nhiên siêu năng lực dạng niệm lực rất nguy hiểm vẫn là siêu năng lực thần giao cách cảm của mình ôn hòa một chút cùng lắm thì làm cho mình gặp phải ác mộng thôi mơ đi mơ về quen rồi sẽ không sao nữa nể mặt cậu cũng là người có siêu năng lực tương lai có khả năng sẽ gặp phải tình huống tương tự cho nên tôi sẽ nói luôn cho cậu biết quản lý huỳnh nói có vẻ như cô ấy đã bị sinh vật hệ tinh thần cường đại chọn chúng nên đã liên tiếp mơ thấy một giấc mơ nói rồi quản lý huỳnh kể cho lộ nhiên nghe chuyện tôi là tần thủy hoàng thu tiền phiên bản ngự thú giấc mơ lừa đảo à lộ nhiên thường xuyên nhận được mấy tin nhắn lừa đảo trên điện thoại hay tin nhắn nghe thấy chuyện của lâm âm lộ nhiên lập tức cho rằng đó nhất định là giấc mơ khi thời đại khôi phục linh khí lừa gạt trời mới biết quản lý huỳnh liếc mắt nói dù sao thì tôi cũng chả biết truyền thuyết hồ ly sinh vật truyền thuyết chuyển thế gì gì đó thế mà nó cũng dám nói nếu như nó nói mình là sinh mệnh bá chủ thì có khi còn đáng tin cậy hơn sinh vật truyền thuyết làm sao có thể cùi bắp thế được hơn nữa nó mở mồm ra là đòi tài nguyên hệ tinh thần cấp sử thi đúng là được voi đòi hai bà trưng mà không chỉ hạ quốc mà cả thế giới này có thể tìm được một món cũng đã không tệ rồi tức dù mặc kệ có phải lừa đảo hay không dù sao nước hạ cũng không có tiền đúng không lộ nhiên phiên dịch lại quả nhiên cách đề phòng lừa đảo tốt nhất chẳng phải là không có tiền sao tiếp đó chỉ cần cam đoan chị gái có siêu năng lực không bị lừa gạt là được rồi ừm đại khái chính là như vậy tuy nhiên các ngự thú sư đời đầu vẫn ôm tâm lý thà rằng tin là có không thể tin là không hình như bọn họ đang thảo luận tìm cách kiếm được tài nguyên hệ tinh thần cấp sử thi thật đấy hả đương nhiên cũng không phải thật sự muốn để cho đối phương thức tỉnh trừ phi có thể chứng minh được thân phận của đối phương đồng thời có thể chắc chắn được đối phương ở phe mình tóm lại chuyện này cứ giao cho cô em gái kia tự xử lý đi thôi quản lý huỳnh lắc đầu đúng rồi quản lý huỳnh chúng ta tìm kiếm sinh vật viễn cổ ngũ say vẫn chưa có manh mối gì à lộ nhiên hỏi mặc kệ con thú bên người có siêu năng lực là thú tốt hay là thú xấu bản thân hắn vẫn phải tìm cho ra sinh vật viễn cổ sao nhóm nhỏ của bọn hắn ở bên này vẫn không thấy có động tĩnh gì thế nhỉ nào có nhanh như vậy vẫn đang tìm đây quản lý huỳnh biểu môi dù sao hiện tại tìm thấy thì cậu cũng chưa ký khế ước được ngay mà tới đây còn có một quả trứng chủng tộc quân vương chờ cậu đi khế ước đấy quả trứng kia còn lọt vào mắt xanh của mấy tên đời đầu cơ bọn họ xin hội trưởng mãi mà ông ấy đều không cho cuối cùng cậu lại được hưởng ồ vậy à lộ nhiên cười toét cả miệng hy vọng trứng ấp ra một con thú cưng có trâu bò chút nhưng mà đã hủy mất khâu trao giải thưởng rồi bây giờ tôi đi đâu để nhận đây tôi đã dặn thanh y rồi đến lúc đó cô ấy sẽ mang đến cho cậu cô ấy đang ở cùng với hội trưởng và mấy người thạch chấn ok Lộ Nhiên yên tâm rồi. Giờ phút này, ngoại trừ Lộ Nhiên thì vẫn còn một người đang ngày nhớ đêm mong nhận được phần thưởng. Phương Lan, trong cuộc thi đấu tân sinh viên lần này, cô đã phát huy vượt xa bình thường, cuối cùng xếp hạng thứ 15 trong số các tân sinh viên. Rất nhiều ngự thú sư ở thành phố vô hạn số 3 đều kinh ngạc không biết vì sao thánh nữ ngũ độc giáo lại trở nên mạnh như thế. Lộ Nhiên chỉ có thể cảm thán. Kho độc của cả một thành phố đều dành riêng cho một người, cộng thêm trở thành thánh nữ của một giáo, ưu thế về tài nguyên lớn như vậy không mạnh mới lạ. Phương Lan hiện tại rõ ràng đã có xu thế trở thành ngự thú sư độc hệ mạnh nhất trong số các ngự thú sư đời thứ tư. Mà phần thưởng của cô gồm có một con thú cưng non chủng tộc thống lĩnh cấp thấp, một cơ hội tự do lựa chọn tinh thể đặc biệt hoặc kỹ năng ngự thú và 100.000 tinh tệ. Trong sự mong ngóng mấy phần thưởng này, phương lan trực tiếp gửi tin cho lộ nhiên cậu muốn tin thể hay kỹ năng gì vậy thú cưng thì sao trước khi cuộc thi đấu diễn ra lộ nhiên đã đưa kỹ năng ngự thú hợp thể cho phương lan phương lan nói nếu như lấy được thành tích tốt tất cả phần thưởng đều đưa hết cho lộ nhiên coi như tiền mua kỹ năng ngự thú nếu cô ấy không đề cập tới lộ nhiên đã quên mất rồi hắn nghe thấy vậy thì sửng sốt rồi trả lời lại một câu đơn giản chị giữ lại mà dùng đi tôi không cần đâu. Chỉ cần chị nhanh chóng đuổi kịp thực lực là tốt rồi, bí cảnh cấp địa ngục đẳng cấp cao sẽ xuất hiện bóc chủng tộc bá chủ, dựa vào mình tôi thì khẳng định không cách nào thông quan, chỉ trông cậy vào độc của chị xem có thể trợ giúp được gì không đấy. Cũng không phải là lộ nhiên khiêm tốn. Đến giai đoạn cuối giống như các ngự thú sư đời đầu khiêu chiến bí cảnh cấp địa ngục đều sẽ gặp phải bóc chủng tộc bá chủ tọa trấn, muốn thông quan là vô cùng khó khăn đời đầu có tài nguyên nhiều hơn lộ nhiên nhiều ví dụ như tiến sĩ cố đã có một con thú cưng hệ rồng cực phẩm nhưng kể cả là bọn họ trước khi bước qua giai đoạn tiến hóa thứ hai cũng không thể vượt qua cái hào rộng là chủng tộc bá chủ dựa vào một con thú cưng đơn đấu với bá chủ không cần nghĩ cũng biết bí cảnh cấp địa ngục đẳng cấp cao khó đánh nhường nào lộ nhiên hiện tại đủ mạnh phần lớn là nhờ được đại lão đầu tư giống như tinh thể tính chất đặc biệt bá thể tinh thể tính chất đặc biệt khống chế tự nhiên, mà tiến sĩ cố tặng hắn cũng phải khiêu chiến, bóc chủng tộc bá chủ, mới có xác suất rơi ra tinh thể, cần phải có đời đầu dẫn đội mới có cơ hội vượt ải lấy được. Trước mắt có rất ít ngự thú sư đời thứ tư có thể được sử dụng loại tinh thể đỉnh cấp như vậy, nhưng theo thời gian dần trôi qua. ưu thế này của lộ nhiên sẽ càng ngày càng nhỏ, người khác cũng sẽ sớm có thể lấy được tinh thể tính chất đặc biệt lợi hại. Đến giai đoạn sau, nếu lộ nhiên không có quá nhiều ưu thế nữa thì hắn sẽ cần càng nhiều ngoại lực trợ giúp để vượt được bí cảnh đẳng cấp cao. Tự như Hà Tổng lần thứ nhất khiêu chiến địa điểm thí nghiệm bị bỏ hoang, cho dù có mặt dây chuyền hưu thần cũng phi thường khó khăn, cuối cùng vẫn phải dựa vào chất độc mà Phương Lan cho mới có thể thuận lợi thông quan. Hiện tại lộ nhiên cũng không quá cần những thứ đó của Phương Lan, dù sao hiện tại tốt xấu gì hắn cũng là đầu bếp trồng duy nhất trên thế giới, vì vậy sẽ không thiếu tài nguyên đỉnh cấp, mà tài nguyên thông thường lại có rất nhiều phương pháp có thể lấy được, cho nên mấy phần thưởng này vẫn nên giữ lại cho Phương Lan nhanh chóng bồi dưỡng phát triển. Quen biết với một chuyên gia hệ độc cũng hết sức thoải mái. Thật á, Phương Lan gọi điện thoại tới nói, vậy tôi không khách khí đâu nha. Cứ chờ đấy, trong vòng một năm, tôi sẽ trở thành giáo sư khoa độc dược, điều chế cho cậu thuốc độc đủ để hạ gục bá chủ luôn. Xì. Lộ nhiên biểu môi, không để ý tới câu khoác lác của cô. Hai người đều là quen biết đã lâu nên cũng sẽ không khách khí giả vờ giả việc. Ngay sau đó, lực chú ý của lộ nhiên đã bị thu hút bởi tin nhắn của quản lý Huỳnh thông báo tiến sĩ cố sẽ đích thân mang tài nguyên tới cho hắn. Ê! Tiến sĩ cố bị quản lý Huỳnh gọi tới đang ôm lấy một quả trứng lớn. Có lẽ vừa nhận được tin tức đã lập tức dành thời gian đến đây. Lúc này, cố thanh y cũng ngờ rằng phần thưởng lớn mà mình nhắc đến lúc trước lại thật sự bị lộ nhiên ôm đi đỡ cẩn thận lộ nhiên tiếp nhận trứng thú cưng tiến sĩ cố vất vả rồi còn làm phiền chị tự mình ship đến nữa không có gì dùng dịch chuyển tức thời mà nhanh lắm cả hai đều có thú cưng hệ không gian làm phương tiện đi lại phải không nhưng tiện cái này cũng đưa cậu luôn thạch chấn khen cậu làm tốt lắm tranh thủ sớm nghiên cứu ra hệ rồng trước liên bang côn đo nhé nói rồi cố thanh y lấy cả hoa không linh ra hai mắt lộ nhiên tỏa sáng không lâu nữa mình cũng sẽ có thú cưng hệ không gian làm phương tiện di chuyển rồi lộ nhiên nghĩ kỹ rồi đến lúc đó kỹ năng đầu tiên phải học được chính là dịch chuyển tức thời không thành vấn đề với lại quả trứng này phải ấp hai tháng nữa mới nở lại nói viên này trứng đại khái còn có hơn hai cái nguyệt ấp con non chủng tộc quân vương cho dù vẫn là một quả trứng thì sinh mệnh lực cũng cực mạnh chính nó sẽ chủ động hấp thu năng lượng ở bên ngoài cho nên cậu không cần đặc biệt chăm sóc gì đâu nhớ kỹ đừng cho nó vào không gian đặc biệt là được rồi còn có đừng lỡ tay coi nó như nguyên liệu nấu ăn mà nấu mất đấy nhé sao lại thế được lộ nhiên sa mạc lời hắn còn chưa xa xỉ đến mức cầm trứng chủng tộc quân vương đi nấu ăn đâu. Hai tháng. Vậy một tháng sau tôi sẽ tiến vào bí cảnh đột phá cấp 1, đến lúc đi ra có thể khế ước thêm một con, vừa hay nó cũng ấp xong. Lộ nhiên nói, thế nào? Ý tưởng hay đấy, tiến sĩ cố trầm tư, trong thời gian này, cậu cứ tập trung nghiên cứu về món ăn rồng ở đây, tôi sẽ phối hợp với trường đại học chuẩn bị cho cậu đủ nguyên liệu nấu ăn huyết rồng. Ừm lộ nhiên cũng đang có ý này thật. Tạm thời lộ nhiên chưa có phương hướng bồi dưỡng phù hợp với Hà Tổng, ngoại trừ lưu chuyển năng lượng, ba loại kỹ năng năng lượng lớn khác của nó đều đã đến giai đoạn thứ hai. Không chỉ riêng trong cấp 20 mà so với các thú cưng của ngự thú sư đời thứ ba thì nó cũng có cơ sở phi thường hoàn mỹ rồi, thời gian ngắn e rằng rất khó có tiến bộ rõ rệt. Ngược lại là vô độc tử vẫn có không gian tăng lên rất lớn. Lưu chuyển năng lượng không biết, áp suất năng lượng cũng không biết giải phóng năng lượng thì chỉ biết mỗi phóng điện cũng chỉ có định hình năng lượng là có ý cảnh rồng nở mày nở mặt một chút thiên phú chủng tộc của vô đột tử không thua kém gì hà tổng sở dĩ rất khó đánh được hà tổng cũng là bởi vì phương diện vận dụng năng lượng quá cẩu thả sau đó các loại món ăn rồng cực phẩm phối hợp với mô phỏng siêu thú ngược chiều hẳn là có thể giúp cho vô đột tử bù đắp những nhược điểm này để nó cùng Hà Tổng có thể xưng là tấm thuẫn mạnh nhất cùng thanh kiếm mạnh nhất, đạt thành cục diện thế lực ngang nhau. Không thể sánh ngang với một con hớt kỳ, làm sao vô độc tử có thể chân chính hóa rồng ở cấp 30, lúc đó, lộ nhiên đoán rằng khi mình đi kiêu chiến bí cảnh đột phá cấp 1, mặc kệ gặp phải cục diện gì cũng sẽ không cảm thấy khó khăn hay áp lực. Chỉ hy vọng đừng tiếp tục gặp phải nhiệm vụ dời ơi đất hỡi nữa là được. Tiến sĩ cố tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Cô đã tiến vào biển sâu lâu như vậy, sau khi trở về có một đống chuyện đang chờ cô xử lý, vì vậy không thể suốt ngày ở cạnh Lộ Nhiên được. Lộ Nhiên ném trứng thú cưng quân vương cho quản lý Huỳnh để ý, còn bản thân thì tiến vào thành phố vô hạn. Trong lúc chờ đợi đại học ngự thú chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu nấu ăn hệ rồng, Lộ Nhiên dự định đi sông pha bí cảnh cấp 1 một, một lượt đã. Trong bí cảnh cấp 1 vẫn có một số tài nguyên đáng thu hoạch, tỉ như bảo thạch tinh thần có thể thức tỉnh thuộc tính hệ tinh thần, rơi ra từ bí cảnh cấp 1 được xưng là khó qua nhất, vùng đất trầm luân. Loại tài nguyên thức tỉnh thuộc tính này không giống tinh thể đặc biệt ở chỗ nó không có hạn chế khi dung hợp, lộ nhiên dự định kiếm một cái, gửi đến thành phố Lục Hải để cho quả bóng tối thức tỉnh thuộc tính thứ hai. Nếu như may mắn rơi ra thêm mấy tài nguyên cùng loại thì có thể chia đủ cho bảy tướng thú dưới vương thức tỉnh thuộc tính thứ hai rồi, so với PVP, quả nhiên lộ nhiên vẫn thích pve hơn dù sao hắn có thể kiếm được tài nguyên khá nhanh chủ yếu vẫn là bản thần sủng thống lĩnh lúc ở bí cảnh công cộng hà tổng có thể so với chủng tộc quân vương cấp thấp mà chỉ có thể leo lên vị trí thứ hai trên bản thần sủng thống lĩnh ở thành phố vô hạn công cộng kia có thể là bởi vì thành phố vô hạn công cộng là nơi nhiều quốc gia giao nhau nên bản danh sách ở đó khá loạn cũng có thể là vì lúc đối chiến với khủng long bạo chúa hà tổng chưa phát huy ra toàn bộ bản lĩnh để xem lần này đổi đến thành phố vô hạn trong nước nó cùng vô đột tử có thể đứng hàng thứ mấy ngẫu nhiên chọn hai tên xui xẻo đá ra khỏi bản đi thôi từ hôm nay trở đi hắn sẽ đi cạnh tranh vị trí trên bản danh sách với ngự thú sư đời thứ ba lộ nhiên cảm giác so với bản siêu phàm của ngự thú sư đời thứ tư bản thống lĩnh của đời thứ ba như một đầm nước động không có sức sống hãy để lộ nhiên hắn truyền vào đó một chút sức sống mới mẻ, làm cho bọn họ nghiêm túc hơn đi. Thành phố Thiên không ở tại trung tâm của nước Hạ, trong phạm vi thành phố vô hạn số 7. Lộ nhiên muốn khiêu chiến bản thần sủng thống lĩnh, nhưng thật ra hắn đang ở trong tình trạng rất lúng túng. Bởi vì cho dù là thú cưng đời thứ nhất, đời thứ hai hay là đời thứ ba, cơ bản đều từ trên cấp 30 trở lên, trải qua giai đoạn tiến hóa đầu tiên. Nói cách khác, thú cưng chủ lực lợi hại của ngự thú sư ba đời đầu đều có chủng tộc từ cấp quân vương trở lên. Cho nên, trên bản thần sủng thống lĩnh thường chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, thú cưng mà ngự thú sư ba đời đầu mới bồi dưỡng chưa đến cấp 30. Thứ hai, ngự thú sư ba đời đầu chưa đủ kinh nghiệm, tiến hóa thất bại, thú cưng chủ lực có chủng tộc chưa đến cấp quân vương. Mặc kệ là trường hợp nào thì ở các thành phố vô hạn đại khái đều là như vậy. Mặc dù theo ngự thú sư đời thứ tư quật khởi, bản thần sủng thống lĩnh ở một số khu vực có mấy ngự thú sư như Chu Mạch, Hữu Hùng An Lâm, Đỗ Nguyên, Lâm Âm trèo lên bảng, nhưng dù sao đó cũng chỉ là số ít. Lộ Nhiên cho rằng, trèo lên bảng danh sách của thành phố vô hạn trong nước nhất định càng dễ hơn so với bảng danh sách của thành phố vô hạn công cộng là nơi giao thoa giữa các quốc gia. Suy nghĩ này đúng là không sai. Tuy nhiên có một chuyện mà lộ nhiên không nghĩ tới là hắn đã bỏ sót mất một điểm. Nếu như hắn muốn leo lên bản danh sách không có tính cạnh tranh cao thì không nên khiêu chiến bí cảnh ở thành phố Thiên Không trong phạm vi thành phố vô hạn số 7. Cho dù là thành phố vô hạn số 3 hay là thành phố vô hạn số 5 đều ổn hơn ở đây. Bởi vì bây giờ bản danh sách ở thành phố vô hạn số 7 chắc chắn chính là bản danh sách loạn nhất trong 7 thành phố của nước Hạ. Dù sao thì Đại học Ngự Thú được xây dựng ở nơi này, không chỉ là nơi tụ tập của các ngự thú sư đời thứ tư trên khắp cả nước mà còn là điểm tập trung của các ngự thú sư tinh anh ba đời trước. Cho nên bây giờ, chất lượng của bản danh sách ở thành phố vô hạn số 7 có khả năng còn cao hơn cả thành phố vô hạn công cộng. Lộ nhiên không đi xem thôi. Nếu không, hắn nhất định sẽ nhìn thấy vị trí đầu tiên trên bản thần sủng thống lĩnh của thành phố vô hạn số 7 chính là thú cưng mới của viện trưởng Tần Minh Khoa chiến đấu, được công nhận là đại lão mạnh nhất ngự thú sư đời thứ hai, chủng tộc, cá voi hư không, thuộc tính, nước, không gian, đẳng cấp chủng tộc, thống lĩnh cao cấp, đẳng cấp trưởng thành, cấp 29. Giới thiệu, cá voi sát thủ biến dị tiến hóa. Rõ ràng con thú cưng này được tiến hóa từ sinh vật trong đỉnh cấp trong hải dương, cá voi sát thủ. Mà chính vị trí còn lại trên bản thần sủng thống lĩnh của thành phố vô hạn số 7 cũng đều là thú cưng mới của lãnh đạo, giáo sư ở Đại học Ngự Thú. Những tin anh đến từ các nơi này không cần lộ nhiên truyền sức sống, trong lúc rảnh rỗi đã đảo loạn cả bản danh sách của thành phố vô hạn số 7. Phòng riêng của người qua đường. Lộ nhiên mở ra cột bí cảnh và nhanh chóng khóa chặt một bí cảnh. Nhưng đúng lúc này, lộ nhiên bỗng nhiên bất ngờ phát hiện số trang bí cảnh lại đột nhiên tăng thêm một tờ. Bí cảnh đổi mới rồi sao? số lượng bí cảnh của thành phố vô hạn cũng không phải là vĩnh hằng bất biến, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đổi mới một phần bí cảnh. Bởi vậy khai hoang bí cảnh mới cũng là một thú vui của các thế lực lớn. Nhóm tiến công chính thức bao gồm các thành viên đủ mọi đẳng cấp chứ không chỉ có ngự thú sư cao cấp, bởi vì bí cảnh cấp thấp thỉnh thoảng cũng sẽ gia tăng mát mới. Bí cảnh mới tất nhiên sẽ mang đến tài nguyên mới, mang đến những ý tưởng tu luyện mới, vì vậy mặc dù khai hoang là chuyện khá nguy hiểm nhưng cũng mang đến thu hoạch rất lớn. Lộ Nhiên cảm thấy hứng thú, hơi vung tay lên, muốn nhìn xem có bí cảnh cấp địa ngục mới nào không. Đi khai hoang một bí cảnh cấp địa ngục mới hình như cũng không tệ. Nhưng vừa lật sang trang mới, Lộ Nhiên đã phải nhíu mày, tên Tổ Long Vương, đẳng cấp cấp 1, độ khó truyền kỳ, giới thiệu bí cảnh, Cự Long Kim Cương là thể đột biến của Thạch Long, là thú cưng đại diện của chiến binh rồng truyền kỳ, y độ của đại lục tinh nguyệt. Tổ Long Vương là nơi cự Long Kim Cương sinh ra. Ở nơi đây, bạn sẽ đối mặt với cự Long Kim Cương thời kỳ chưa trưởng thành và chưa bị khế ước, cảm nhận sự cường đại của nó. Cự Long Kim Cương, hệ rồng, chủng tộc quân vương cao cấp, cấp 20, tinh tệ khiêu chiến, không cái quái gì vậy, lộ nhiên sững sờ. Sau đó, hắn lại dụi dụi mắt. Đảm bảo mình không nhìn lầm. Xảy ra chuyện gì vậy, hắn vốn cho rằng lần này thành phố vô hạn cùng lắm chỉ đổi mới mấy bí cảnh bình thường thôi nhưng ngay giây phút hắn nhìn thấy độ khó cấp truyền kỳ cùng với khiêu chiến không tinh tệ lộ nhiên bị mê hoặc rồi đi vào thử xem sao vốn hắn đang định khiêu chiến bí cảnh cấp địa ngục nhưng hiện tại lại lập tức ao ra khỏi thành phố vô hạn và quay trở về ký túc xá giáo sư không nói hai lời lập tức lấy điện thoại di động ra và lên diễn đàn Quả nhiên, trong diễn đàn xuất hiện đại lượng vừa mới ban bố thảo luận thiếp. Ồ! Bí cảnh độ khó cấp truyền kỳ, tổ Long Vương, là cái quỷ gì vậy? Cục bí cảnh chỗ mọi người đã cập nhật chưa? Ô hát ship! Tôi là ngự thú sư cấp 2, trong số các bí cảnh cấp 2 vừa mới cập nhật có một bí cảnh truyền kỳ, mộ tử vong, nhìn giới thiệu của bí cảnh thì hình như bót là phiên bản chưa trưởng thành của hung thú chủng tộc bá chủ đã từng hủy diệt cả một tỉnh trong đế quốc ngự thú trích tu la a à, mọi người đều có à tại sao ở cấp tân thủ lại không có bí cảnh truyền kỳ vậy hơn nữa không mất tinh tệ để khiêu chiến thành phố vô hạn đột nhiên làm từ thiện sao bất kể là ngự thú sư đời thứ mấy cũng đều bị thành phố vô hạn đột nhiên đổi mới bí cảnh truyền kỳ hấp dẫn Mặc dù bí cảnh truyền kỳ vừa mới đổi mới chưa được mấy phút nhưng ngay lập tức đã có ngự thú sư nổi danh đưa ra bài viết suy đoán cùng nhắc nhở. Cấp truyền kỳ hẳn là trên độ khó cấp địa ngục, trong bí cảnh độ khó cấp địa ngục, phải đến bí cảnh cấp 5 mới có thể sơ bộ tiếp xúc đến bót chủng tộc bá chủ. Vậy mà độ khó cấp truyền kỳ này đã bắt đầu tiếp xúc đến bót chủng tộc bá chủ từ bí cảnh cấp 2. Mặt khác, khiêu chiến không mất tinh tệ chưa chắc đã là chuyện tốt mọi người tuyệt đối không nên tùy tiện tiến vào thành phố vô hạn làm sao có thể làm từ thiện chẳng qua là vì nó cho rằng không ai có thể thông qua bí cảnh này nên không áp giá vé cũng chẳng sao lúc người ta không nhớ thương túi tiền của bạn thì chứng tỏ người ta đang nhắm vào tính mạng của bạn đấy chỉ xem giới thiệu cũng biết đó căn bản không phải bí cảnh có thể dễ dàng thông quan bên trong đó nhất định là cực kỳ nguy hiểm nếu như ngay cả bí cảnh độ khó địa ngục cũng không cách nào thông quan thì càng không nên thử vào bí cảnh truyền kỳ lung tung. Không ít ngự thú sư đều cảm thấy đại lão này nói rất có lý, không bị miễn phí vào cửa mê hoặc nữa. Lộ Nhiên nhìn bài viết hồi lâu phát hiện trong số bí cảnh từ tân thủ đến cấp 5, bí cảnh từ cấp 1 đến cấp 5 đều xuất hiện bản đồ mới độ khó cấp truyền kỳ, chỉ có bí cảnh cấp tân thủ là không xuất hiện. Trong đó, mỗi đẳng cấp cũng đều chỉ xuất hiện một bí cảnh truyền kỳ số lượng cũng không nhiều. Bí cảnh truyền kỳ cấp 1, Tổ Long Vương, bóp là hệ rồng thuần chủng, tộc rồng đột biến thành kim cương cự long, tương lai sẽ trở thành biểu tượng của một nhân vật truyền kỳ nào đó. Bí cảnh truyền kỳ cấp 2, Mộ Tử Vong, bóp là rết tu la chủng tộc bá chủ, hung thú siêu cấp sau khi trưởng thành đã hủy diệt cả một tỉnh của đế quốc. Cấp 3, cấp 4 cũng đều có bóp chủng tộc bá chủ nội dung vừa đổi mới này có thể nói là khá bùng nổ không chỉ có trong nước mà cả nước ngoài cũng như thế vốn dĩ một giây trước trên quốc tế còn đang thảo luận về chuyện khủng long phục sinh nhưng một giây sau đã bị bí cảnh truyền kỳ hấp dẫn ai cũng thắc mắc không biết thành phố vô hạn có ý gì bót là chủng tộc bá chủ chưa nói đến để nhóm ngự thú sư cấp thấp khiêu chiến cho dù là nhóm đời đầu mạnh nhất mà muốn hạ được bót chủng tộc bá chủ cũng phải trầy da tróc vẫy mà phải dựa trên cơ sở thú cưng của cả nhóm đều đạt đến chủng tộc quân vương cao cấp mới được. Ngự thú sư cấp thấp còn chưa phối hợp thành đội ngũ có cơ cấu ổn định, thú cưng cũng chưa được bồi dưỡng chín mùi, dù cả nhóm cùng nhảy vào vật lộn thì khả năng chiến thắng cũng cực kỳ nhỏ bé, kết cục là bị một kỹ năng của đối phương tiễn đi tây thiên hết. Ở đại lục tinh nguyệt, truyền kỳ là danh hiệu dành cho ngự thú sư đạt tới cấp 7. Dùng từ này để đánh giá cấp độ khó của bí cảnh có nghĩa là chỉ có những ai có tiềm lực truyền kỳ mới có hy vọng thông qua bí cảnh truyền kỳ sao, về sau liệu có xuất hiện bí cảnh có độ khó cấp truyền thuyết, bóc là sinh vật chủng tộc truyền thuyết không ta. Lộ nhiên vừa suy nghĩ vừa dần cảm thấy thú vị, nhưng đúng lúc này, một dãy số điện thoại lạ xuất hiện trên màn hình điện thoại của hắn. Alo. Lộ nhiên lúc đầu không muốn nghe, nhưng lại phát hiện IP này ở gần đây, Hắn đoán có thể là người trong trường học nên cuối cùng vẫn lựa chọn kết nối. Quả nhiên, bên kia lập tức truyền đến một thanh âm quen thuộc. Là tôi, Diêm Vương Tinh đây. Sao lại là cậu? Sao cậu có được số điện thoại của tôi? Lộ Nhiên sững sờ. Phương thức liên lạc của cậu ở hiệp hội Kim Lăng cũng không phải là bí mật, anh tôi là người quản lý của hiệp hội Kim Lăng. Không nói chuyện này nữa. Người qua đường Chắc cậu cũng thấy bí cảnh truyền kỳ cấp 1, Tổ Long Vương rồi đấy. Trong thời gian tiếp theo, công lực bí cảnh truyền kỳ khẳng định là ưu tiên hàng đầu của ngự thú sư các cấp và các công hội lớn. Cậu có muốn hợp tác không? Chúng ta lại tìm thêm hai người, cùng tổ đội khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ. Khai hoang bí cảnh mới, nhất là bí cảnh đẳng cấp mới khẳng định sẽ mang đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Không muốn. Lộ Nhiên quả quyết từ chối thì ra tên nhóc này gọi đến mời mình vào nhóm. Vì sao? Cậu quá yếu. Diêm vương tinh, Diêm vương tinh cảm giác trái tim bị đâm một cái đau nhói. Mặc dù cậu ta đến tìm người qua đường thực sự là vì muốn ôm đùi, nhưng lộ nhiên thẳng thắn quá. Thực lực của tôi cũng không yếu. Cậu không thấy trong cuộc thi tôi cũng tiến vào top 32 sao. Cậu nghĩ kỹ lại đi. Được được được, nếu có nhu cầu tôi sẽ gọi cho cậu lộ nhiên cười tổ long vương lộ nhiên rất tò mò không biết bót hệ rồng thuần chủng sẽ rơi ra tính chất đặc biệt hoặc là kỹ năng ngự thú đặc biệt gì thật ra lộ nhiên cũng không thực sự muốn khiêu chiến bí cảnh tổ long vương này bởi vì đúng như đại lão đã nói trên diễn đàn bí cảnh truyền kỳ chắc chắn có độ khó không thấp tính nguy hiểm cũng không nhỏ nhưng nếu không khiêu chiến thì lộ nhiên lại rất tò mò không biết kim cương cự long có thể rơi ra tài nguyên hiếm có gì Điều này có lực hấp dẫn rất lớn với lộ nhiên vì hắn đang nghiên cứu món ăn rồng. Nhờ vào động quan hệ để người khác đi khiêu chiến, còn mình ngồi đợi thu lợi là không thực tế. Trong số các ngự thú sư cấp 1 thật sự có thể góp đủ một nhóm vượt qua được bí cảnh truyền kỳ sao? Lộ nhiên cảm giác rất khó. Trừ phi trong nhóm này có được thú cưng có chiêu thức chuyên nhằm vào hệ rồng như Hà Tổng, cho nên ở đi ở về cuối cùng vẫn là hắn tham gia chiến đấu dù sao thì khi hắn lên cấp 2 sẽ không thể khiêu chiến bí cảnh đó được nữa, đến lúc đó coi như hoàn toàn bỏ lỡ rồi. Không được, cho dù là bản thần sủng, hay là tiến hóa toàn cầu, hoặc là cập nhật bí cảnh độ khó cấp truyền kỳ lần này đều có thể coi như lợi tức của thời đại. Nếu như không nắm bắt được cơ hội lợi tức của thời đại thì khẳng định sẽ bị nắm bắt được bỏ lại phía sau nhỡ đâu liên bang bên kia thu được tài nguyên loại rồng càng hiếm hơn từ tổ long vương mà bên mình lại chẳng có cách nào thu hoạch được thì sẽ bị bỏ lại phía sau mất trầm ngâm suy tính một lát lộ nhiên vẫn quyết định mang lát nữa sẽ theo mặt dây chuyền hưu thần đi thăm dò tổ long vương này xem sao hà tổng vua đột tử lộ nhiên đi ra khỏi phòng tiến vào sân huấn luyện ở phía sau rồi triệu hoán hà tổng và vua đột tử ra lúc này hai con thú cưng vẫn còn đang thắc mắc không phải trước đó lộ nhiên nói là đi khiêu chiến bí cảnh cấp địa ngục sao? Tại sao bây giờ lại triệu hoán bọn nó ở trong sân huấn luyện vậy, tình hình có thay đổi rồi? Lộ nhiên nói lại chuyện tổ Long Vương cho hai con thú cưng. Đợi chút nữa chúng ta sẽ đi khiêu chiến bí cảnh này xem sao. Đây là một bí cảnh hoàn toàn mới, không biết sẽ rơi ra tài nguyên gì, có phần thưởng gì, nhưng bót đã là cự long chủng tộc quân vương cao cấp thuần chủng thì thứ rơi ra chắc chắn không thể kém được vua đột tử may mắn ghê vua đột tử thật ra không hề cảm thấy vui vẻ gì mà ngược lại còn có dự cảm không tốt quả nhiên ngay sau đó hà tổng thông minh vậy mà cũng đoán ra được ý định của lộ tổng nó lập tức dùng tay chó chụp về phía lưng vua đột tử buông có vẻ như bóp sẽ rất mạnh trước khi chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn chiến thuật lôi thần thì hơn nói thẳng ra là vua đột tử chuẩn bị ăn đòn để tích góp bá khí bí cảnh này khẳng định không cùng cấp bậc với bí cảnh cấp địa ngục vì vậy nhất định phải chuẩn bị đầy đủ vô đột tử nghe thấy vậy thì sững sờ trái tim như rỉ máu bí cảnh đầu tiên mà nó đi khiêu chiến là bí cảnh hệ rồng vốn nên vui vẻ vì sẽ thu hoạch được tài nguyên hệ rồng nhưng vì sao chỉ chốc lát sau nhóm lộ nhiên lại lần nữa tiến vào thành phố vô hạn mang theo tâm trạng khẩn trương tiến vào bí cảnh truyền kỳ tổ long vương vừa mới tiến vào lộ nhiên đã cảm thấy không ổn lắm, bởi vì tổ long vương kỳ thật chính là một cái hang động kim cương, phạm vi có thể hoạt động quá nhỏ. Gâu Trống Hà Tổng cùng vô đột tử đi theo bên cạnh lộ nhiên, cẩn thận quan sát xung quanh. Nhưng mà, khi thấy từng viên kim cương lấp lánh trong hang động, hai mắt Hà Tổng tỏa sáng, lộ ra biểu cảm đầy trí tuệ. Có thể cậy mấy viên kim cương này đem về bán lấy tiền không ta, hà tổng ngậm đại kiếm băng không định chém lấy viên kim cương nhưng không ngờ hang động kim cương này lại cứng rắn vô cùng dù là hà tổng cũng không thể chém xuống được ngược lại còn bị đau răng đừng làm loạn lộ nhiên cảm thấy đau lòng con chó ngốc này đây là kim cương kết nối với huyết mạch của cả hang động nếu làm vỡ kim cương thì cả cái hang động này đều sẽ bị sụp đổ bình thường vẫn luôn dặn nhóc phải chăm chỉ học tập kiến thức về bí cảnh mà sao không chịu nghe đừng để chưa trông thấy bót mà hang động đã sập đập chết cả bọn đấy nhá. Gâu. Hà Tổng nghe thấy bảo làm vậy sẽ sập động, lập tức thông minh lùi lại phía sau một bước. Ở bên cạnh, vua đột tử lần đầu tiến vào bí cảnh quăng ra ánh mắt chế dẻo. Nhìn Hà Tổng không quá thông minh a, à, mặc dù nó cũng không biết, nhưng nó lại trầm ổn, sẽ không làm loạn, trống. Lúc này, khi lộ nhiên và hai nhóc đã tiến vào bí cảnh, trong động bắt đầu truyền đến long uy mãnh liệt kèm theo tiếng trống to kinh người ầm ầm hang động bắt đầu rung chuyển ngay sau đó một sinh vật khổng lồ đứng thẳng bằng hai chân đứng bằng hai chân giống như sự kết hợp giữa thú chân rồng và rồng phương tây không có cánh và vẫy sáng như kim cương bước từng bước ra ngoài giận dữ nhìn kẻ đột nhập bằng đôi mắt xanh thẳm phía sau nó trôi lơ lửng chính viên kim cương hình tròn màu lam cực kỳ xinh đẹp phía trên những viên kim cương còn có những tảng đá dao động kinh người, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ nặng nề. Chỉ nhìn từ xa, lộ nhiên đã thay đổi sắc mặt, cảm giác như có một ngọn núi đè lên mình. Những viên kim cương đó không những đủ cứng mà còn cực kỳ nặng, ẩn chứa một ý cảnh đặc thù. Chúng ta rút lui. Long uy kinh cũng quét qua, chỉ nhìn một chút, lộ nhiên đã nhận ra trên lệch giữa hai bên. Trong nháy mắt hắn lập tức kích hoạt công năng truyền tống, lựa chọn rời khỏi, bởi vì nếu nhìn thêm vài lần, hắn sợ cả nhóm sẽ dắt tay nhau chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này mất. Tuy nhiên, trong 10 giây chờ truyền tống, nhóm lộ nhiên không thể không tiếp nhận lửa giận đến từ cự long kim cương. Trong 10 giây này, sự lựa chọn tốt nhất thật ra là chạy. Ở xung quanh có vài ngã ba có thể dành cho người khiêu chiến chạy trốn, tuy nhiên, mặc dù ý thức được trên lệch của hai bên, nhưng lộ nhiên vẫn muốn thử một lần, để xem hai bên cách nhau nhường nào. Dù sao cũng không thể đi một chuyến vô ích được. Vua đột tử đứng vững, hà tổng công kích. Sau khi cự long kim cương rống to, chính viên kim cương hình tròn sau lưng nó sau lưng nó cương trong nháy mắt bay tới giống như đạn pháo, ầm ầm, sóng thanh âm vang vọng khắp hang động. Vua đột tử đã tích lũy đầy bá khí thế thế lập tức định hình giáp trồng xét, bản thân cũng hóa thành cự long, ngăn lại trước vụ nổ kim cương. Với trạng thái hiện tại, dù đối mặt với kiếm khí trảm long mười mấy lần của Hà Tổng thì nó vẫn chống đỡ được. Nhưng trong nháy mắt khi chính viên kim cương hình tròn nện vào trên người vô độc tử, giáp trồng xét của nó vậy mà nhanh chóng vỡ vụn. Ngay sau đó, mặc dù lực lượng đã giảm bớt, nhưng trong nháy mắt vẫn phá nát giáp vẫy của vô độc tử, tạo thành từng lỗ máu và đánh bay vô độc tử ra ngoài, khiến nó phát ra tiếng trống thống khổ. Trống. Lộ, nhiên trong lúc vô đột tử tiếp nhận một kích này thay lộ nhiên cùng Hà Tổng, Hà Tổng cũng không nhàn rỗi. Mồm nó ngậm đại kiếm băng không, áp súc hơn 20 lần. Kiếm khí trảm long băng tuyết cường đại mà nó còn chưa nắm giữ hoàn thiện đột nhiên hóa thành một cơn gió lốc màu lam phóng về phía cự long kim cương, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo của cự long kim cương. Hà Tổng chém ra một kiếm vượt mức bình thường này đã làm mồm nó đầy máu, nhưng, ầm, một tiếng, kiếm khí trảm long rơi vào trên người cự long kim cương lại chỉ làm cho giáp vẫy kim cương của nó hơi vỡ ra, rỉ ra một chút máu rồng, còn lại không ảnh hưởng gì. Gâu, Hà Tổng và vua đột tử đều trừng to mắt, chỉ cảm thấy thật không thể tin được. Giờ này khắc này, lộ nhiên cũng vô cùng chấn động. Hắn lập tức dùng lực lượng của mặt dây truyền hưu thần chữa trị cho Hà Tổng và vua đột tử. Một giây sau, trong tiếng gào thét đầy phẫn nộ của cự long kim cương, nhóm lộ nhiên trực tiếp bị truyền tống rời đi. Như vậy ai mà vượt qua được chứ, ngay khi vừa rời khỏi bí cảnh, lộ nhiên không nhịn được lập tức mắng to. Hắn dự định sau khi trở về sẽ ngay lập tức nhờ quản lý Huỳnh chia sẻ thông tin này miễn phí cho các thế lực lớn. Tuyệt đối không được tùy tiện khiêu chiến con rồng này. Khủng long bảo chúa chủng tộc quân vương mà liên bang phục sinh kia có sách dày cũng không theo kịp con cự long kim cương này. Trong lúc lộ nhiên đang khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ cấp lãnh đạo của đại học ngự thú đang mở cuộc họp liên quan tới bí cảnh truyền kỳ này hiệu trưởng thạch chấn nói tần minh cậu phụ trách một lần nữa nhấn mạnh với tân sinh viên khoa chiến đấu đừng đi khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ này các lãnh đạo khoa khác cũng thế nhất định phải làm công tác cảnh cáo đến nơi đến chốn đám sinh viên mới này có lẽ sẽ không biết được hệ rồng quân vương cao cấp thuần chủng tượng trưng cho cái gì đâu chỉ có những ngự thú sư đời thứ nhất bọn họ mới biết được cố thanh y con rồng quân vương cao cấp thuần chủng kia đến cùng mạnh mẽ nhường nào. Cùng chủng tộc còn không cách nào đối phó được, huống chi là đám sinh viên mới cùng lắm chỉ có thú cưng cấp thống lĩnh. Hơn nữa, vừa rồi viện trưởng khổng đã phổ cập cho mọi người biết y độ là ai, là ngự thú sư cấp 8 cực kỳ cường đại ở một thời đại nào đó của đại lục tinh nguyệt. Con cự long kim cương kia ngày sau có thể trở thành ác chủ bài của người này chứng tỏ thiên phú và tiềm lực tuyệt đối là đỉnh cấp. Được. Viện trưởng Tần Minh của khoa chiến đấu gật đầu. Nhưng mà chắc hẳn không có tân sinh viên nào cho rằng mình có đủ tư cách khiêu chiến cự long chủng tộc quân vương đâu nhỉ, anh ta trầm tư một chút, sau đó đột nhiên giật mình nhìn về phía viện trưởng trữ viêm của khoa đào tạo. Hai người liếc nhau, lập tức có một dự cảm không tốt. Nếu như nói đến tân sinh viên nào dám đi khiêu chiến, vậy thì tin tức mới nhất đây. Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh niên giống như thư ký gõ cửa rồi đi vào. Anh ta nói, có tin tức mới nhất liên quan tới bí cảnh truyền kỳ, quả nhiên vẫn có ngự thú sư đời thứ tư tùy tiện khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ cấp 1. Anh ta vừa dứt lời, lãnh đạo của các viện đều cảm thấy cực kỳ đau đầu. Không phải đã lập tức thông báo là không được tùy ý khiêu chiến à, ai Tần Minh tức giận hỏi. Tuyệt đối đừng là tân sinh viên của khoa chiến đấu bọn họ nhé. À mà. Người kia còn sống trở về sao, thanh niên thư ký này nói, là. Là người qua đường, giáo sư lộ nhiên. Cậu ấy hẳn là còn sống trở về, đương nhiên, không thể thông qua bí cảnh truyền kỳ. Tin tức từ đâu ra, Tần Minh nghe xong tỏ vẻ, quả nhiên là lộ nhiên. Tên nhóc này, có chút thành tích là làm bừa ngay được lộ nhiên có thể nghiền ép khủng long bạo chúa quân vương sơ cấp dĩ nhiên muốn vào tổ long vương thử rồi. Nhưng kết cục có lẽ rất thảm. Từng, thành phố vô hạn số 7, bản thần sủng. Thư ký này lộ ra biểu cảm quá dị, nói, viện trưởng tần chó kiếm tật phong và thằng làng rồng vẫy giáp của giáo sư lộ đều đã leo lên bản thần sủng của thành phố vô hạn số 7. Hành động khiêu chiến của cậu ấy đã xuất hiện trên bản thần sủng. Thằng làng rồng vẫy giáp đứng thứ 10, chiến tích là chính diện tiếp nhận mục đích của cự long kim cương mà chó kiếm tật phong thì đá cá voi hư không của ngài xuống dưới leo lên thứ nhất với chiến tích tạo thành tổn thương cho cự long kim cương hiện tại quảng trường ngự thú ở thành phố vô hạn đều tại thảo luận sôi nổi về chuyện này tất cả các lãnh đạo của trường học có mặt đều nhìn về phía tần minh viện trưởng tần tại sao lại dính dáng đến anh ta rồi sao tên lộ nhiên này đi tìm đường chết mà còn không chịu khiêm tốn thế tiềm lực của cá voi sát thủ nhà anh không bằng con hất kia kia á viện trưởng tần tối sầm mặt lại đột nhiên không còn quan tâm đến bí cảnh truyền kỳ gì nữa hiện tại anh ta chỉ quan tâm đến chuyện ngày mai các tân sinh viên đời thứ tư sẽ so sánh anh ta với lộ nhiên như thế nào thôi thành phố vô hạn số bảy quảng trường ngự thú vị trí thứ nhất trên bản thần sủng thống lĩnh chó kiếm tật phong lý do lên bảng chó đồng tuyết tiến hóa biến dị ngộ tính cường đại dung hợp tính chất đặc biệt khống chế vũ khí khống chế tự nhiên tại bí cảnh cấp một độ khó cấp truyền kỳ tổ long vương bằng kiếm khí đặc thù thành công phá vỡ phòng ngự tạo thành tổn thương nhất định cho cự long kim cương vị trí thứ 10 trên bảng thần sủng thống lĩnh thằng làng rồng vẫy giáp lý do lên bảng thằng làng cỡ nhỏ tiến hóa biến dị dung hợp tính chất đặc biệt tia chớp đỏ bá thể tại bí cảnh cấp một độ khó cấp truyền kỳ tổ long vương chính diện đón đỡ một kích của cự long kim cương mà không chết đệt lúc này quảng trường ngự thú của thành phố vô hạn số bảy thực sự là vô cùng náo nhiệt hiện tại có không ít tân sinh viên của đại học ngự thú đang ăn cơm dạo phố ở chỗ này khi bản thần sủng thống lĩnh đổi mới các ngự thú sư đều ngạc nhiên chuyện xuất hiện bí cảnh truyền kỳ rất nhanh được mọi người biết đến Mọi người còn đang thảo luận xem không biết lát nữa có ai đi khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ hay không. Kết quả là có thật. Không phải người khác, chính là ngự thú sư được vinh dự là mạnh nhất đời thứ tư của nước Hạ, Lộ Nhiên. Nhưng mà, khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ kết hợp với leo lên bản thần sủng thống lĩnh vốn dĩ là hành vi cực kỳ ngầu, nhưng mọi người nhìn thấy lý do hai con thú cưng của Lộ Nhiên trèo lên bản lại cứ có cảm giác thật là thảm một con thì đỡ một kích của cự long kim cương mà không chết thôi cũng được trèo lên bảng. Mà một con khác chỉ là thành công phá được phòng ngự của cự long kim cương thôi cũng trèo được lên bảng. Đây là lý do lên bảng hèn mọn nhất mà bọn họ từng nhìn thấy. Lộ nhiên khiêu chiến mà còn như vậy, nếu bọn họ đi khiêu chiến chẳng phải là thập tử vô sinh à, bí cảnh truyền kỳ đến cùng khó nhường nào a? À. Hai con thú cưng của lộ nhiên biến thái như vậy, con chó ngậm kiếm kia càng có thể cho khủng long bạo chúa quân vương cấp thấp ăn hành kết quả biểu hiện xuất sắc chỉ là phá được phòng ngự của cự long kim cương đây là điểm mấu chốt sao điểm mấu chốt không phải là chó ngậm kiếm đá thú cưng mới của viện trưởng tần minh xuống vị trí thứ hai sao chết cười mất không biết viện trưởng tần minh có bị bóng ma tâm lý không cậu đừng nói cậu đừng nói nữa tôi mà là viện trưởng tần thì đúng là xấu hổ ghê luôn dù sao viện trưởng Tần không phải ngự thú sư đời thứ hai bình thường. Đời thứ hai, đời thứ ba bình thường bị vượt qua có lẽ sẽ không bị áp lực tâm lý lớn như vậy. Nhưng viện trưởng Tần không giống vậy, danh tiếng của anh ta quá lớn. Người mạnh nhất dưới đời thứ nhất của nước hạ, đời thứ hai mạnh nhất, viện trưởng khoa chiến đấu của Đại học Ngự Thú, người thứ 14 của nước hạ, kết quả. Bị ngự thú sư đời thứ tư vượt qua như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy nhất cả trứng A, các cậu đừng nói nữa, để tôi thanh minh cho viện trưởng tầng. Anh ấy căn bản không phải ngự thú sư chuyên tư hệ nước, con cá voi sát thủ này có lẽ chỉ là thú cưng công cụ được anh ấy bồi dưỡng để sử dụng khi xuống biển thôi, là thú cưng để cưỡi ấy. Hơn nữa, đừng thấy đại lão người qua đường là ngự thú sư đời thứ tư, nhưng tính chất đặc biệt khống chế tự nhiên mà thú cưng của cậu ấy dung hợp là tính chất đặc biệt đỉnh cấp chỉ có xác suất rơi rất thấp ở bí cảnh địa ngục cấp 5, cho nên vẫn có chênh lệch về phương diện tài nguyên mà hai bên dành để bồi dưỡng thú cưng người này nói thật ra cũng có lý tiềm lực của ngự thú sư đời sau lại càng mạnh hơn đời trước đó là xu hướng tất nhiên dù sao một số ngự thú sư đời thứ tư có chỗ dựa có thể trực tiếp có được tinh thể đặc biệt chỉ rơi ra ở bí cảnh đẳng cấp cao từ tổ chức thế lực của mình và có nhiều sự lựa chọn hơn bọn họ bồi dưỡng thú cưng không khác gì ba đời trước đều có thể vượt qua đẳng cấp hiện tại của thú cưng để thu hoạch được tài nguyên cao cấp. Vì sao các ngự thú sư đời đầu thường đi nhầm đường? Không phải là bởi vì có quá ít tài nguyên có thể lựa chọn sao? Mười năm sau, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, đến thời kỳ cuối, ngự thú sư đời thứ N không chừng có thể trực tiếp lấy được kỹ năng ngự thú hay tinh thể đặc biệt chỉ có thể lấy được ở bí cảnh cấp 8, cấp 9 ấy chứ. Đến lúc đó chiến lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn Ngự thú sư đời thứ tư hiện tại. Nhiều tân sinh viên khoa chiến đấu đều đang thanh minh cho viện trưởng Tần Minh, cũng sợ ông anh viện trưởng này cảm thấy xấu hổ. Đương nhiên, cùng với thành phố vô hạn số 7, các thành phố vô hạn khác thậm chí ở bên ngoài cũng đang bàn tán sôi về chủ đề này. Nội dung vẫn là đến lộ nhiên như vậy mà còn khó có thể thông qua, bí cảnh truyền kỳ này đến cùng mở ra cho người nào vậy? mà lộ nhiên lại lần nữa trở thành trung tâm thảo luận của toàn dân lúc này đã có mặt ở phòng riêng cùng hai con thú cưng của mình, cả ba cùng nhau hoài nghi nhân sinh. Đậu má, con cự long kim cương mạnh quá đi mất. Lộ nhiên ôm đầu, da đầu vẫn còn đang tê dại vì tiếng rống của con rồng vừa rồi. Phải biết rằng, lúc ấy vô độc tử đang ở trong trạng thái đầy bá khí, toàn lực bộc phát giáp rồng xét bảo vệ cơ thể, công thủ đều là đỉnh cấp, thế nhưng cho dù như vậy, giáp trồng xét vẫn lập tức bị đánh nát ngay khi chạm vào công kích của đối thủ đến cả lân giáp của nó cũng bị nện nát trong nháy mắt làm nó trực tiếp bị trọng thương mặc dù dựa vào phòng ngự tuyệt đối cộng tâm bá chủ vô độc tử không ngoẻo được thậm chí còn có thể lần nữa đứng lên bột phát lần nữa nhưng không cần nghĩ cũng biết kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi mà hà tổng lại càng không khoa học sau khi hấp thu phong vương kết thực cùng tính chất đặc biệt khống chế tự nhiên xong Khả năng khống chế lực lượng hệ gió của nó tốt đến kinh người, phối hợp thể chất cường đại của chủng tộc quân vương, nó đã có thể khống chế áp suất năng lượng 20 lần mà không bị trọng thương. Nhưng vì thăm dò lực phòng ngự của Cự Long Kim Cương, Hà Tổng không chỉ áp suất năng lượng vượt qua cực hạn, lần nữa trải nghiệm cảm giác vỡ răng đầy đau đớn mà nó còn cực kỳ tốn thời gian tổ hợp kiếm ý Bảo Tuyết và kiếm ý Trảm Long lại với nhau để gia tăng khả năng phá vỡ phòng ngự của Cự Long Kim Cương nhưng cho dù đã làm như vậy cũng chỉ có thể đánh nát mấy chiếc vẫy của đối phương, làm cho đối phương chảy ra mấy giọt máu. Với mức độ thương tích như vậy, vua đột tử nhìn thấy sẽ cười cho thối mũi. Vừa rồi mặc dù chỉ thoáng chạm mặt nhưng lộ nhiên có thể khẳng định bọn họ đã dùng toàn lực. Chỉ có viêm linh chưa được vận dụng, nhưng Hà Tổng căn bản không thích hợp để dùng viêm linh, có dùng cũng không mang đến tác dụng gia tăng chiến lực. Mặc dù sau khi dung hợp viêm linh, vô độc tử có thể thi triển rồng xét lửa, nhưng rồng xét lửa chỉ gia tăng lực công kích, mà cho dù lực công kích của nó được gia tăng cũng sẽ không vượt qua được qua hà tổng. Tổng kết lại thì viêm linh chỉ là dệt hoa trên gấm, cũng không có tác dụng thay đổi kết quả. Cự Long Kim Cương này là một tên khó chơi đây. Lộ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy một chút hy vọng chiến thắng nào. Kiếm ý Trảm Long có vẻ như không có tác dụng gì với Cự Long hàng thật giá thật nhỉ lộ nhiên nhìn về phía hà tổng ý cảnh cũng phân chia thành các đẳng cấp khác nhau kiếm ý trảm long của hà tổng hiện tại chỉ trảm được á long thôi đối mặt với hệ rồng chân chính thì căn bản là không có tác dụng suy nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng cho dù ngộ tính của hà tổng có nghịch thiên cũng chỉ nhờ ăn một miếng nhỏ món ăn rồng cấp quý thôi như vậy mà đã chém được hệ rồng chân chính mới là không thực tế Muốn trảm được rồng thật thì phải dùng kiếm ý này chém nhiều loại rồng khác nhau để nâng cấp kỹ năng mới được. Gâu, Hà tổng che mồm, cúi đầu xuống, tỏ ra mối thù này nó nhớ kỹ. Lúc đầu Hà tổng cứ nghĩ mình có kiếm ý Trảm Long là có thể thông dong đối mặt với Cự Long Kim cương, nhưng sau lần này nó đã có một bài học rồi. Chó kiếm Trảm Long thành công tiến hóa thành chó kiếm phá vảy. Vô độc tử so sánh lực phòng ngự của một con rồng chân chính với lực phòng ngự của giáp rồng sét thì giáp rồng sét chẳng khác nào một tờ giấy. Đây chính là sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái đấy. Trống. Lúc này, mặc dù vết thương của nó đã được mặt dây chuyền hưu thần chữa trị tốt rồi, nhưng trong lòng vua đột tử vẫn đau đớn lắm. Bây giờ nghe thấy lộ nhiên nói như vậy, nó chợt sững sờ rồi học theo hà tổng cuối thấp đầu. Thù này, nó cũng nhớ kỹ thật hâm mộ lực phòng ngự của cự long kim cương vốn dĩ còn muốn thử đánh bí cảnh truyền kỳ hiện tại xem ra lộ nhiên lắc đầu không biết mang theo ba đồng đội nữa có được hay không lộ nhiên nghĩ ngay đến tổ đội ví dụ như hà tổng có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự của kim cương long sau đó phương lan ở một bên phụ trợ thừa cơ bôi độc có được không nhỉ nhưng vấn đề là trừ bản thân hệ độc hệ rồng là thuộc tính có khả năng kháng độc cao nhất chất độc bình thường rất khó có tác dụng hơn nữa tin tức liên quan tới con bóp này cũng quá ít ngoại trừ khả năng tấn công và phòng thủ cường đại còn lại không biết đối phương có khả năng tự chữa trị tự tin lọc gì không trước khi nắm được tất cả tin tức về đối thủ tự tưởng tượng ra chiến lược là tối kỵ còn có một biện pháp cho hà tổng một thanh kiếm cấp quý nói không chừng có thể để cho đẳng cấp chủng tộc của nó tạm thời đạt đến quân vương trung cấp hoặc cao cấp như vậy có khi lại có cơ hội được rồi tốt nhất là đừng nghĩ trước nhiều như vậy cứ thành thành thật thật lăn lộn ở bí cảnh cấp địa ngục gia tăng thực lực của vô đột tử đi đã nói cho cùng vẫn là gia vô đột tử quá giòn nếu như lực phòng ngự của vô đột tử mạnh hơn có thể đỡ được nhiều đợt tấn công hơn thì tốt rồi đến lúc đó phối hợp với mặt dây chuyền hưu thần trị liệu vô hạn cộng hà tổng tiến công vô hạn có khả năng cao có thể mài đối phương đến chết dù sao cũng không thể để Hà Tổng vừa đỡ đòn vừa tiến công được. Mặc dù nó có thể dựa vào công kích để ngăn cản công kích của đối phương, nhưng nếu vậy thì lực công phá của các kỹ năng sẽ bị suy giảm rất nhiều, cuối cùng càng không thể tạo thành tổn thương cho Kim Cương Long được. Lộ nhiên quyết định bồi dưỡng thêm vô đột tử đã rồi tính tiếp. Hiện tại tổ hợp kiếm thuẫn của nó và Hà Tổng rõ ràng vẫn có lỗ hổng. Khi lộ nhiên vừa ao khỏi thành phố vô hạn, một con mèo quản lý suýt chút nữa đã dán lên mặt hắn. Tên nhóc nhà cậu to gan thật đấy. Bí cảnh mới xuất hiện mà cậu dám một mình xông vào, thật sự là không thể rời mắt khỏi cậu được mà. Quản lý Huỳnh ôm mặt lộ nhiên, nói, thế nào, có phải suýt nữa thì hẹo ở trong đó rồi không? Phốt. Lộ nhiên lui ra phía sau, nhìn về phía quản lý Huỳnh, nói, cậu tới đúng lúc lắm, mau lan truyền tin tức ra ngoài đi, để các ngự thú sư đời thứ tư khác tuyệt đối đừng một mình xông vào bí cảnh truyền kỳ nơi đó căn bản không dành cho người chơi chỉ có cậu mới làm vậy thôi kể cả tổ đội cũng không thể cảm giác cho dù là bốn người như tôi tổ đội lại cũng rất khó thông qua bí cảnh này lộ nhiên khẳng định tôi biết quản lý huỳnh biểu môi cậu không đánh lại cũng là bình thường có thông tin về con cự long kim cương này rồi ngự thú sư y độ tương lai sẽ khế ước với nó là ngự thú sư truyền kỳ cấp cao nhất của đại lục tinh nguyệt con cự long kim cương này cũng có tiềm lực tiến lên đến cấp truyền thuyết có thể nói nó đã góp phần giúp cho y độ có được thành tựu rực rỡ mặc dù con mà cậu khiêu chiến chỉ là giai đoạn lúc nó còn nhỏ nhưng thiên phú cùng tiềm lực vốn dĩ của nó như vậy nên nó không thể yếu được ồ mà này chắc hẳn cậu là ngự thú sư đầu tiên tiến vào tổ Long Vương mà vẫn còn sống đi ra được. Hụt, trước kia tôi đã cho cậu biết nhiều thông tin miễn phí như vậy, hiện tại đến lượt cậu chia sẻ với tôi đấy. Mặc kệ giá trị cao hay thấp, có bất kỳ tin tức gì liên quan tới cự Long Kim Cương cậu nói hết cho tôi đi. Lộ nhiên trầm mặt. Biết ngay con mèo này tới đây là vì kiếm thông tin mà. Sau đó, lộ nhiên kể lại cho quản lý Huỳnh nghe về hình thức tấn công của cự Long Kim Cương thật ra cũng không có gì đặc biệt chỉ là khả năng phòng ngự và lực công kích vượt quá tưởng tượng dường như nó nắm giữ một loại ý cảnh đặc biệt nào đó cùng loại với ý cảnh núi non đương nhiên đây chỉ là những gì lộ nhiên đã trải qua đối phương có thủ đoạn chưa để lộ nào hay không thì hắn không biết có vẻ như đối phương đang ở giai đoạn định hình năng lượng áp suất năng lượng và giải phóng năng lượng thứ hai phối hợp với chủng tộc quân vương cao cấp thảo nào cậu không đánh lại là phải mà sau khi nghe xong quản lý huỳnh chép miệng nhận xét muốn đánh được nó thì chỉ có hai phương pháp một là đẳng cấp chủng tộc tương đương với đối phương hai là trình độ kỹ năng năng lượng vượt xa đối phương nhưng rất hiển nhiên đối với ngự thú sư cấp 1 thì cả hai đều không thực tế lộ nhiên nghe vậy thì nhún nhún vai đúng vậy a à, đương nhiên hắn cảm thấy lừa người nhất chính là phí khiêu chiến không tinh tệ độ khó cao lại miễn phí vào cửa như vậy không hấp dẫn người ta đi tìm đường chết bảo phí. Mấy ngày sau đó, lộ nhiên đã nhận ra được khoảng cách giữa hai bên nên không còn khiêu chiến bí cảnh truyền kỳ nữa, ngược lại vùi đầu vào cày cấy ở mấy bí cảnh cấp một độ khó cấp khó và cấp địa ngục. Trong mấy bí cảnh này, đến cả bót chủng tộc quân vương cũng không có. Lộ nhiên cuối cùng cũng dễ thở hơn không ít. Tranh thủ trong ba ngày, lộ nhiên đã kiếm được bảy tài nguyên cấp hiếm có thể thức tỉnh thuộc tính thứ hai, bao gồm một viên bảo thạch tinh thần, là tài nguyên thức tỉnh hệ gió nước lửa đất sét sau một phen khiêu chiến thu hoạch tài nguyên thực ra chỉ là phụ thôi chủ yếu nhất được rèn luyện đương nhiên không phải hà tổng rèn luyện với sức chiến đấu của nó hiện tại đã khó có thể đạt được hiệu quả khi rèn luyện ở bí cảnh cấp khó đối tượng rèn luyện lần này là vô đột tử và lộ nhiên sau ba ngày cố gắng chiến đấu và huấn luyện đặc biệt vô đột tử cuối cùng đã nắm giữ được lưu chuyển năng lượng lôi thiểm và áp suất năng lượng giáp trồng xét phiên bản cường hóa học xong áp suất năng lượng cùng lưu chuyển năng lượng rồi lực phòng ngự của vua độc tử đã tăng thêm một bước mà bản thân lộ nhiên cũng càng thành thạo hơn trong việc vận dụng bốn kỹ năng năng lượng lớn khi khả năng khống chế năng lượng tăng lên việc nấu nướng và rèn đúc trở nên càng dễ dàng hơn đã đến lúc về lục hải một chuyến rồi sau mấy ngày khiêu chiến bí cảnh Lộ Nhiên nhìn 7 tài nguyên thức tỉnh trong ba lô và lên kế hoạch trở về chia cho Thất Tướng Thú Lục Hải một phần. Trong khoảng thời gian này, Thất Tướng Thú đều đã lên đến cấp 20. Trong số 7 tài nguyên thức tỉnh thuộc tính phụ này, ngoại trừ hệ tinh thần sẽ đưa cho quả bóng tối, còn lại 6 loại khác phải tính toán cẩn thận xem loại nào phù hợp với con nào mới được. Ngày đó, Lộ Nhiên lên máy bay trở về Lục Hải. Không thể không nói, sau một thời gian phát triển ở lục hải hiện tại đâu đâu cũng có tai mắt của quả bóng tối lộ nhiên còn chưa về đến nhà quả bóng tối đã nhận được báo cáo của đàn em biết được lộ nhiên đã trở về chủ nhân chủ nhân thật mạnh ngự thú sư đời thứ tư mạnh nhất luôn ở cửa nhà lộ nhiên quả bóng tối đã chờ sẵn để hoan nghênh lộ nhiên mồm nó liên tục la hét mấy chuyện không biết hóng hớt được ở đâu nhóc trật tự đi để người khác nghe thấy lại tưởng anh dạy nhóc bây giờ lộ nhiên lập tức sạm mặt lại. Dù sao người bình thường cũng sẽ không nghĩ rằng con quạ đen này tự biết vỗ mông ngựa. Chắc chắn họ sẽ nghĩ là do lộ nhiên sai đối phương nói như vậy. Thế thì xấu hổ chết. Giác. Đã lâu rồi không cũng cấp tài nguyên cho mấy nhóc. Lộ nhiên nói. Kể cả khoảng thời gian ở trong bí cảnh đột phá, lộ nhiên đều nhờ hiệp hội hỗ trợ cung cấp tài nguyên cho thất tướng thú bản thân thật không xứng đáng với chức vua lục hải. Một vị vua không thường xuyên khen thưởng tướng lĩnh của mình làm sao có thể là một vị vua tốt được. Những thú cưng khác thì có thể không nói đến, nhưng quả bóng tối và ông chúa thì không thể bỏ qua được. Một con để cho thuộc hạ tuần tra khắp lục hải, có gió thổi cỏ lay đều sẽ làm quả phát ngôn thay lộ nhiên đi tìm những con thú cưng khác giải quyết phiền phức. Một cái đúng hạng giao nộp mật ong. Đều là nhân viên gương mẫu A cày. Lộ nhiên nhìn thoáng qua quả bóng tối, quả nhiên nó đã lên đến cấp 20, thế là hắn ném bảo thạch tinh thần nhìn như một viên bi cho nó. Chủ nhân anh Minh, mặc dù không biết lộ nhiên ném ra cái gì, nhưng mà quả bóng tối vẫn vô ý thức ngậm lấy trong mỏ và lộ ra biểu lộ kinh hỉ. Trực tiếp ăn hết là được rồi, vào trong thân thể sẽ tự tan ra, giúp nhóc thức tỉnh hệ tinh thần, chính là năng lực có thể điều khiển niệm lực ấy. Tực, ừ, quả bóng tối nuốt xuống sau đó lâm vào trầm tư lộ nhiên cũng không vội vã vào cửa mà đứng yên nhìn nó một giây hai giây ba giây bỗng nhiên thân thể của quả bóng tối chấn động bên ngoài thân thể chậm rãi hiển hiện tinh thần rung động màu đỏ đẳng cấp chủng tộc thống lĩnh sơ cấp thiết thế lộ nhiên ngáp một cái tên này quả nhiên có thiên phú tốt rồi nhóc cứ chậm rãi nghiên cứu đi thôi anh buồn ngủ chết đi được đi ngủ bù đã À đúng rồi, nói cho sáu nhóc khác, sáng sớm ngày mai tập hợp ở núi Thúy, anh sẽ mang quà đến cho chúng nó. Lộ nhiên vung tay lên, tiến vào trong phòng. Mà quả bóng tối lúc này vẫn còn đang tìm hiểu năng lực của bảo thạch tinh thần. Qua mấy phút sau, nó trừng to mắt, cảm giác lực lượng bóng tối của mình kết hợp cùng lực lượng tinh thần dường như đã sinh ra một loại lực lượng đáng kinh ngạc nào đó. Chủ nhân Nó vừa định đi báo cáo với lộ nhiên, nhưng nghĩ lại nó vẫn cảm thấy nên đi thử nghiệm trước đã quả bóng tối dương cánh bay đến bay đến rốt cục nó thấy một con mèo hoang vừa mới đi săn được một con chuột đang chuẩn bị ăn no nê ăn từ từ thôi cẩn thận nghẹn quả bóng tối nói một câu bên mỏ nó xuất hiện một làn sóng màu đỏ sậm nhàn nhạt tạo thành những ký tự đặc biệt rồi hòa vào hư vô sau một khắc con mèo hoang đang ăn chuột trận trừng mắt vẽ ra một cái rồi dùng sức bóp lấy của mình cố gắng thật lâu mới trở lại bình thường được. Nó lập tức hoảng sợ, ngay cả chuột cũng không cần ăn nữa, lập tức quay người bỏ chạy. Quả bóng tối rất kinh ngạc. Nó đậu xuống một thân cây, nhìn về phía một thanh niên đang vừa đi vừa nghịch điện thoại, nói, nhìn đường kìa, cẩn thận đâm bây giờ. Nó nói xong, đột nhiên có âm thanh ai u vang lên, thanh niên kia đột nhiên đâm sầm vào cây đau điếng người. Ai đang nói chuyện đấy? Tên nào miệng quạ đen thế, người thanh niên chửi ầm lên, nhìn nó tìm kiếm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng người nào khác. Thanh niên như gặp phải quỷ, nhặt điện thoại lên rồi chạy mất dép. Xít. Thấy vậy, quả bóng tối tiếp tục sửng sốt, cảm giác của nó quả nhiên không sai. Sau khi thức tỉnh hệ thống tâm linh, hệ thống ngôn ngữ của mình phát sinh vô vàng biến đổi kỳ lạ, tựa như. Ngôn ngữ sinh ra ý thức tinh thần, sinh ra ma lực, ngôn linh nguyền rủa à chủ nhân chủ nhân đừng ngủ nữa có chuyện tốt rồi nói rồi quả bóng tối kích động bay về phía nhà lộ nhiên nó cảm giác mình vô địch rồi có vẻ như chỉ cần nó mở miệng là có thể trợ giúp lộ nhiên hoàn thành nghiệp lớn nhưng mà vừa mới nói xong nó lại che miệng ngay lập tức bởi vì nó lo lắng cho bản thân nói lung tung sẽ làm cho lộ nhiên đang ngủ xảy ra chuyện lớn trong biệt thự lộ nhiên khiêu chiến bí cảnh ba ngày đang tiều tụy sơ xác về tới nhà hắn đang tính đánh một giấc ngon lành thì chẳng ngờ quả bóng tối vừa bị đuổi đi lại bắt đầu đập rầm rầm vào cửa kính chủ nhân mở cửa á quả bóng tối dùng cánh liên tục đập vào cửa kính vừa đập vừa gọi lộ nhiên ơ hay nhóc làm cái gì đấy lộ nhiên cạn lời nhưng vẫn bước xuống giường mở cửa sổ ra con quạ này vẫn còn chuyện nữa đây sao lúc nãy không nói hết một lượt cho xong đi làm đàn tôi kiểu này không đạt yêu cầu đâu nhá. Nếu là chủ nhân nhà khác thì có mà lôi nhóc ra xử trảm lâu rồi. Lộ nhiên vừa mở cửa sổ, quả bóng tối đã kích động bay vào. Nó đậu xuống bệ cửa sổ, nói, chủ nhân, hình như tôi đã thức tỉnh được một kỹ năng trâu bò lắm ấy. Thì hệ tinh thần đấy, anh nói với nhóc rồi còn gì? Nghiên cứu cho kỹ vào, nếu hệ tinh thần có thể phát triển tới cực hạn thì cũng có rất nhiều kỹ năng đấy, ví dụ như huyễn thuật chẳng hạn cũng như tính chất đặc biệt của năng lượng hệ lửa là đốt cháy tính chất đặc biệt của năng lượng hệ băng là đóng băng vậy tính chất đặc biệt của năng lượng hệ tinh thần là sau khi tấn công kẻ địch sẽ có khả năng khiến kẻ địch gặp phải ảo giác không phải đâu quả bóng tối cảm thấy giải thích ra thì dài dòng phiền phức quá mắt thấy tai nghe mới là thật bèn nhìn lộ nhiên nói hay là chủ nhân gọi đại tướng rồng xét ra để tôi thử với nó xem sao quả bóng tối cảm thấy với tính cách mang thù của đại tướng Hà Tổng, gọi nó ra thử thì sau này mình còn lâu mới có quả ngon để ăn. Nhưng đại tướng rồng xét da dày thịt béo chắc chắn sẽ không quá để ý việc cọ sát với, thầy giáo, một chút. Còn ra vẻ thần bí nữa chứ. Lộ nhiên nghe vậy trả lời, nó đang xem phim với Hà Tổng ở phòng khách bên cạnh, nhóc vào đi. Nói rồi, lộ nhiên mở cửa phòng ngủ ra, đưa quả bóng tối tới phòng khách. Bây giờ, Hà Tổng và Vua Đột Tử đều đang nằm dài trên sofa xem Tom và Jerry, vừa xem vừa ôm bụng cười sằng sặc. Sao trên đời có con mèo ngu vậy nhỉ, áo áo áo? Qua qua qua. Mãi tới khi lộ nhiên và quả bóng tối đi vào, lộ nhiên chỉnh tiếng tivi xuống mức nhỏ nhất, hai nhóc thú cưng mới rời sự chú ý khỏi đó. Vua Đột Tử, qua đây nào. Quả bóng tối bảo muốn dùng nhóc để thí nghiệm kỹ năng mới. Vua Đột Tử, chấm hỏi rào vua độc tử khó hiểu biểu môi nhướng mày rồi ngửa đầu ra sau nhìn đại tướng quả bóng tối với vẻ đầy ghét bỏ chuyện ngon lành cành đào thì chẳng bao giờ gọi nó mấy chuyện khổ sở thì toàn tìm nó thôi vua độc tử muốn viết hai chữ đội nồi lên bụng mình ghê có phải ra ngoài sân không lộ nhiên hỏi không cần hiệu quả của kỹ năng mới không mạnh lắm đâu quả bóng tối đáp nói rồi nó bèn dùng đôi đồng tử quạ màu đỏ nhìn vua đột tử đã đứng lên bằng vẻ trịnh trọng mà nghiêm túc. Đứng thế mệt lắm á, coi chừng mệt tới mức ngã sấp xuống nha. Quạ bóng tối hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Dây tiếp theo. Quanh mỏ nó xuất hiện những ký tự đặc biệt màu đỏ sậm rồi hòa vào không trung. Tiếp đó, sắc mặt của vua đột tử lập tức thay đổi. Nó chỉ cảm thấy có một luồng sức nặng đột ngột xuất hiện đè nó xuống khiến nó suýt không kiềm chế được mà nằm gục xuống đất vù vù. Cảm giác cơ thể mất khống chế dần xuất hiện. Rào. Nhưng mà sức mạnh của quả bóng tối sao có thể so với vua đột tử. Cả lớp vẫy trên người vua đột tử rung lên, nó ra sức tránh thoát, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Sau đó nó nhìn chầm chầm về phía quả bóng tối. Thứ gì vậy hả, dọa vua đột tử hết hồn. Đây là gì, lộ nhiên và hà tổng đứng cạnh cũng há hốc mồm trợn tròn mắt lộ nhiên dụi dụi mắt, chắc chắn bản thân mình vừa rồi không nhìn nhầm. Ngôn ngữ, vừa rồi quả bóng tối nói hình như được năng lượng hóa thành, ký tự đặc biệt, tan vào không khí. Mà quả bóng tối vừa dứt lời, vô đột tử quả thực cũng, lão đảo, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt, hệt như bị ai ấn mạnh xuống vậy. Nhưng mà thực tế thì sau khi quả bóng tối nói xong câu kia, không có ai chạm vào người vô độc tử cả. Cũng chả biết nữa quả bóng tối dùng đôi cánh gãi gãi đầu tỏ vẻ rất khó hiểu đây là kỹ năng nhận được sau khi thức tỉnh hệ tinh thần à lộ nhiên hỏi đúng vậy tôi cảm thấy sau khi thức tỉnh hệ tinh thần thanh quản của tôi có thể kết hợp năng lượng của hệ tinh thần và hệ bóng tối lại với nhau mà sức mạnh kết hợp mới này khiến tôi có cảm giác như thể cơ quan phát ra tiếng của tôi cũng đã trở thành một cách để tấn công giống như mỏ và vuốt của tôi ấy sau đó tôi đã thử nghiệm mấy lần phát hiện đúng là có thể như thế thật quả bóng tối nói xong lục nhiên trầm ngâm suy nghĩ rõ ràng đây là một kỹ năng dạng như ngôn xuất phát tùy đương nhiên lộ nhiên nhìn vô đột tử một cái nhờ thần giao cách cảm hắn biết được kỹ năng này thực ra cũng không ghê gớm đến vậy vô đột tử bảo rằng vừa rồi tinh thần của nó như bị xâm nhập và chịu ảnh hưởng bởi vậy mới xuất hiện tình trạng không thể khống chế cơ thể chứ không phải là một loại kỹ năng quy tắc thật sự lực lượng hạch tâm vẫn là kỹ năng được sử dụng thông qua trạng thái tinh thần để ảnh hưởng tới thể sinh mệnh nhóc trâu bò quá đấy nhưng lộ nhiên vẫn không kìm lòng được khen ngợi quả bóng tối cho dù là vậy thì năng lực này cũng đã đủ biến thái rồi lộ nhiên coi như đã hiểu khá rõ về tình trạng của quả bóng tối hẳn là cơ quan trên cơ thể nó đã biến dị trong quá trình tiến hóa bởi vậy nên đã sinh ra kỹ năng kiểu thiên phú chủng tộc mà tình trạng như này không hề hiếm thấy ví dụ như chó hai đầu của cẩu vương chu mặt sau trận đấu đó lộ nhiên có từng hỏi thăm khi ở trong phòng chờ đối phương đáp con chó hai đầu đó là đời sau của hai con chó siêu phàm lúc ra đời có xảy ra biến dị về chủng tộc nên có hai cái đầu hoàn toàn khác với bố mẹ nó ngay cả trước thời điểm khôi phục siêu phàm cũng sinh ra không ít sinh vật biến dị bởi vậy lộ nhiên đoán quả bóng tối chắc hẳn đã biến dị cơ quan phát ra tiếng trong lúc tiến hóa rồi điều này cũng vừa hay giải thích tại sao nó vừa thức tỉnh siêu phàm đã có thiên phú ngôn ngữ mạnh đến thế không những có thể nói tiếng người thành thạo mà còn có thể học tập ngôn ngữ của những loài khác cực nhanh đây là năng khiếu nhưng mà bởi trước kia sức mạnh của nó quá yếu chỉ có hệ bóng tối nên quả bóng tối vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn ưu thế biến dị của mình mãi tới hôm nay khi nó thức tỉnh thêm hệ tinh thần thanh quản của quả bóng tối mới bộc phát kỹ năng có một không hai có thể kết hợp sức mạnh của hệ bóng tối và hệ tinh thần lại tạo thành lực lượng tương tự như ngôn linh thần chú lộ nhiên cảm thấy kỹ năng này khá mạnh nói nó mạnh không phải vì nó chỉ dựa vào ngôn ngữ đã có thể tạo thành ảnh hưởng cho kẻ địch mà rõ ràng quả bóng tối đang trong quá trình tấn công nhưng lộ nhiên hà tổng và Vua độc tử đều không hề hay biết nó tấn công Vua độc tử mà không hề có dấu hiệu gì cảm giác khó lòng phòng bị này mới là thứ đáng sợ nhất còn kỳ dị hơn so với phần lớn những cách tấn công khác của hệ tinh thần hệt như nguyền rủa vậy dù ở xa ngàn dặm cũng có thể bị tấn công mà không hề hay biết cảm giác mức độ quỷ dị có thể sánh ngang với hệ thời gian và hệ không gian luôn rồi thử lại xem nào lần này thử với anh để anh tự mình trải nghiệm coi sao bấy giờ lộ nhiên lấy một miếng thịt thú ra khỏi ba lô không gian sau đó bàn tay bùng lên ngọn lửa nướng thịt trên không luôn quả bóng tối ngẩn ra thấy vậy bèn nhỏ giọng chú ý chút nha coi chừng nướng cháy khét đó nó vừa dứt lời lộ nhiên bỗng phân tâm không sao tập trung nổi hắn hơi mất khống chế viêm linh thoáng chốc sức lửa phừng phừng miếng thịt nướng bỗng cháy khét đen thùi chốc lát sau lộ nhiên mới dần phản ứng lại khống chế lại viêm linh mới không xảy ra hỏa hoạn nhóc có thể nói lời hay ý đẹp không hả lộ nhiên vẫn đang chìm trong cơn sốc với năng lực này thì bỗng nghĩ tới gì đó nếu thần chú có thể làm việc xấu thông qua ảnh hưởng tới tinh thần của thể sinh mệnh thì có khi nào nó cũng có thể dùng để làm việc tốt không thử lại lần nữa lần này anh thử dùng ngọn lửa tạo thành một hình thái cực kỳ phức tạp mà với khả năng khống chế ngọn lửa của anh hiện tại thì không thể nào thành công tạo ra hình thái đó được nhưng nhóc thử xem liệu có thể thông qua việc nói tôi tin chủ nhân sẽ thành công để tác động vào tinh thần của anh từ đó nâng cao khả năng khống chế của anh để đạt được hiệu quả thành công tạo ra hình thái đó không lộ nhiên nói hả quả bóng tối sửng sốt chơi thế cũng được luôn Lộ nhiên vừa dứt lời liền triệu hồi ngọn lửa, thử thay đổi hình dáng của ngọn lửa trên lòng bàn tay. Hắn muốn tạo ra hình một nữ võ tướng tay cầm thương cưỡi chiến mã. Tiếp đó, lộ nhiên đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chưa thể hoàn thành thao tác với độ khó cao như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù là hà tổng hay vua đột tử cũng chẳng làm được. Tạo ra thanh kiếm thường dùng, hoặc dựa vào hình thể để tạo ra chiến giáp mới là những thao tác bình thường tất nhiên khó khăn không đồng nghĩa với việc không thể hoàn thành ví dụ như thành phố vô hạn tạo ra những bí cảnh khác nhau trong hệt như thật đó mới là bản lĩnh thông thiên cảnh giới cao nhất của định hình năng lượng chủ nhân tôi tin anh có thể thành công quả đen thấy vậy lập tức cổ vũ ký hiệu ngôn ngữ tan vào không khí giây tiếp theo lộ nhiên quả thực cảm thấy tinh thần mình như chịu tác động nào đó nhưng mà chẳng có thay đổi gì xảy ra tiếp đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha